Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe một truyện ngắn có tựa đề Trò chơi diệt vong, qua lần trở lại của tác giả Nghĩa Nguyễn. Nghĩa Nguyễn đã có hai tập truyện trước và đã được phát sóng trên kênh chúng ta, đó là Hồn Liệt Sĩ và Luyện Quỷ Báo Thù. Quý thính giả nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả bước vào tập truyện của tối ngày hôm nay. Ôi ơi, 6:30 rồi. Tiếng thằng con trai 6 tuổi của Thuận vang lên từ gian nhà trên. Đang quấy dở nồi cám lợn, cả đành để cho đứa con gái đầu làm nốt, còn mình vội vàng chạy lên. Ở đó từ cái tivi 21 inch để trên kệ đang phát ra cái bản nhạc xổ số buổi tối quen thuộc. Mấy năm nay ngày nào cũng thế, như đã thành thông lệ. Cứ đến tầm này, dù bận đến mấy gã cũng gác lại để chầu trực trước cái tivi. Gã giống như bao cánh đàn ông trong làng Vân Hà thời bấy giờ, bị mắc vào cái tệ nạn xã hội, đó là nghiện lô đề cờ bạc. Gã ngồi xuống xoa xoa tay, tu cạn cốc nước chè, rồi chăm chú theo dõi. Đến giải đặc biệt, vội rút ra tờ giấy nhào nát để trong túi. Gã nhiều nhiều mắt so mấy con số ở giấy với trên màn hình. Mẹ nó, lại trước rồi. Thuận lầu bầu chửi thề. Vậy là số tiền gom góp mấy ngày hôm nay đã bay sạch theo mấy con đề của gã. Chị Liên ở ngoài bờ giếng nghe tiếng chồng chửi là biết gã lại thua đó. Nhưng chị chỉ lắc đầu ngán ngẩm chứ chẳng buồn nói, vì có nói cũng có giải quyết được gì đâu. Còn nhớ trước đây gia đình chị cũng thuộc dạng khá giả, không đến nỗi nào. Gã Thuận khi đó còn là một người lam lũ chịu khó, nhưng chẳng biết trời xui đất khiến, sai chân vào con đường tệ nạn kia. Thế là của cải trong nhà cứ lần lượt cắp nón ra đi. Ban đầu chị và người trong nhà khuyên nhủ, thậm chí đến cả chửi rủa. Nhưng con ma cờ bạc nó cứ ám càng lúc càng sâu, chẳng thể nào thay đổi được. Sao, chị đành phó mặc cho số phận, coi như là mình đen đuổi, lấy nhầm chồng. Tiếng dép lẹt quẹt đi về hướng mình. Chị Liên thấy gã chồng đang múc nước từ dưới giếng lên rửa mặt. Chị nói: "Lại thua nữa rồi phải không? Cô rình mò tôi sao?" "Tôi sao phải rình mò anh chứ? Cái ngữ anh mà ngày nào không dính tới mấy thứ đó, tôi làm con anh cho xem." "Sao cô cứ phải làm mềm tôi mãi vậy?" Bà máu sáu cơn của chị lại nổi lên. Chị chống nạnh mà đáp: "Tôi là vợ anh, tôi còn phải lèm bèm. Con cái thì đói mốc mồm ra đó, còn anh thì lại đi ném tiền cho mấy cái thứ đỏ đen như vậy." Thấy vợ mình nói đúng quá không cãi được, Thuận vứt cái gạo nước rơi cái bọp xuống sàn giếng, rồi mặt hầm hầm đi vào bếp. Vừa đi gã vừa nói, như cố cho chị Liên nghe tiếng: "Mẹ nó, nói gì nói lắm, chưa qua 6:30 ngày mai, chưa biết ai hơn ai đâu." Ở đằng sau, chị Liên chỉ còn biết thở dài, than trách cho số phận của mình. Cái ngữ cờ bạc như thế, sao mà bỏ được để tu chí làm ăn đây? Có chăng chỉ có lúc nằm ở 6 tấm dưới mấy tấc đất mà thôi. Xuống bếp nhìn thấy đứa con gái vẫn đang lúi húi trong nồi cám, gã quát: "Cút mẹ mày lên nhà trên đi, nhờ nấu có nồi cám thôi mà mãi không xong." Đứa con gái thấy bố mình tự nhiên sừng cồ lên thì sợ tái mặt, quăng vội đôi đũa cái xuống. Nó chạy lại chỗ mẹ, ôm lấy chị Liên mà mắt rưng rưng. Chị xoa đầu an ủi con: "Thôi nín đi con, bố con lại vừa thua lô đề nên mới vậy đó. Sáng mai lại đâu vào đó thôi." Tối đến, ba mẹ con ngồi ăn cơm dưới bếp. Nhìn vào hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng đứa nào cũng gầy gò mà chị thấy xót lắm.
Phải chăng cái gã chồng kia của chị biết suy nghĩ đi một chút? Có lẽ ba mẹ con chị đỡ khổ hơn nhiều lắm rồi. Sáng hôm sau, Thuận vác cái cuốc đi làm. Nói là làm cho oai thôi, chứ ra đến đó gã cũng chỉ bổ mấy nhát cho có, rồi lại ngóng xem bao giờ đến trưa để nghỉ tay ăn. Sau đó nằm ở gốc cây nào đó mát mát, đánh một giấc tới chiều. Ê Thuận, nghĩ gì mà đâm chiêu vậy? Giọng nói đằng sau lưng cất lên, đồng thời có bàn tay vỗ bợp một cái vào vai, làm Thuận giật mình. Thì ra là Luân Lát, tên bạn chí cốt cùng làng của gã. Thấy thằng bạn nhăn nhăn nhở nhở, Thuận bực mình nói: Ý cái mẹ gì đâu, qua đánh thua đang bực mình đây nè. Thì mày đánh có bao nhiêu mà thua? Hôm trước tao mơ thấy ông già tao về chửi tao một trận. Thế là hôm qua tao đánh luôn năm sinh của ông. Thế quái nào mà vẫn trượt được. Mày đã đánh lộn đầu lộn đích chưa? Rồi. Thế mày có đánh tiếng lên một số không? Như sực nhớ ra điều gì, Thuận ôm đầu tiếc nuối. Ê, chết mẹ tao quên bén mất. Nam tiếng nữ lùi cơ mà. Thôi bỏ qua đi, còn thở là còn gỡ. Tí qua nhà thằng Tình đi, qua nó vừa trúng to, nay mời anh em bữa thịt chó ăn mừng đó. Nghe đến ăn, mắt Thuận sáng lên. Lâu rồi gã chưa biết mùi thịt chó cùng với men rượu nó như thế nào. Đến chiều tối vác cái cuốc về, rửa chân tay xong, gã đi lại bên vợ nói: Hôm nay tôi qua nhà thằng Tịnh có tí việc, cô với các con cứ ăn cơm đi, khỏi phải chờ. Gã vào nhà thay bộ quần áo khác, rồi leo lên con xe đạp dựng ở góc sân, mặc kệ vợ mình có đồng ý hay không. Chị Liên thử biết tính lão chồng của mình, làm gì có việc gì ngoài cái việc đàn đúm rồi nốc trụ đến sai bét nhẹ với nhau. Chị ngán ngẩm đến mức chán chẳng buồn nói nữa. Thuận vừa đi vừa hít sáo với vẻ yêu đời lắm. Khi đi qua quầy bán vé số của nhà bà Dậu, bà gọi lại: Này chú Thuận đi đâu mà vội vậy? Lại đây cái xem nào. Con xe đạp từ thời Tống của gã phanh phiết đã không còn ăn nữa. Nghe bà Dậu gọi, gã bóp rồi chạy chân xuống đường, muốn mòn cái dép mới dừng lại được. Vứt cái xe nằm lăn lóc ở vệ đường, gã đi tới hỏi: Bà gọi tôi có chuyện gì? Còn chuyện gì nữa? Trời tối sắp đến giờ hoàng đạo rồi, không đánh lấy con nào lấy mai à? Hôm qua vừa thua tiếp, đang vào về đen, đánh làm gì nữa? Chú này thật là, người ta bảo thua ở đâu gấp đôi ở đó đó. Chú cứ chần chừ như thế này, bao giờ mới cắt được cái dây đen nó đang bám vào chứ? Nghe bà Dậu nói, máu lâu đề lại dâng lên khắp người Thuận. Gã ngoài miệng nói cứng thế thôi, chứ ngày nào mà gã đi qua đây không ghé vào chơi thì có là trời sập. Lôi trong túi ra mấy tờ tiền nhào nát, gã đếm đếm, mai còn vừa đủ cho một điểm lô. Đập cái rầm xuống bàn, gã hí hửng nói: Đánh con nào được ha. Bà Dậu gỡ tay gã ra, nhìn số tiền rồi biểu môi: Đéo mẹ đàn ông đàn an gì mà đánh có từng này thôi sao? Nay tôi thấy bọn nó đánh 49 nhiều lắm đó, chẳng biết có vụ gì nữa. Thế thì chú ghi con này nha. Bà ghi đi. Đi ra khỏi quán bà Dậu, gã phi nhanh đến nhà thằng Tịnh. Thằng này cũng thuộc dạng máu lâu đề cờ bạc có tiếng trong làng. Thế là sau khi chè chén no say, chúng nó lại lôi bộ bài ra mà sát phạt với nhau. Tiếng cười nói cứ oang oang khắp cả nhà. Bố mẹ thằng Tình già cả khó ngủ, thế mà bọn mất dạy kia cũng không coi ra gì. Hai ông bà nằm ở gian sau, ông Đỉnh thở dài với vợ: Còn vì cãi, biết thế ngày trước bà khép mẹ nó hang vào có phải tốt hay không? Bây giờ đỡ phải nặng nợ với cái loại đó. Trước báo có mấy chục, giờ báo cả trăm.
Sau nó báo nữa chắc phải bán luôn cái nhà mất thôi. Ông này chỉ giỏi nói linh tinh. Con nào mà chẳng là con. Sao rồi nó sẽ tu chí làm ăn thôi mà. Người ta bảo con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Đúng là không sai mà. Mà nếu ngày trước bà không luôn chịu nó quá, thì thằng con mình đâu có bê tha như thế này. Cái ngữ cờ bạc có mà tu chí vào mắt đó. Bà đúng là. Thấy chồng mình lại bắt đầu tiết mục trách móc, bà Thê im lặng. Chứ bây giờ mà nói nữa, chắc ông Lĩnh dựng bà vậy mà tế sống mất thôi. Hai người nằm thở dài thường thượt. Bên ngoài vẫn là tiếng bọn nó hô hào không ngừng nghỉ. Quá nửa đêm, rạng sáng ngày hôm sau, Thuận mới khật khưởng đạp xe đạp về. Ban nãy gã đỏ lắm, vài thằng lưng lát tí tiền chơi cho vui. Ai dè vào đúng dây đỏ, thắng sạch chiếu. Đêm nay trăng thanh gió mát, gã vừa đi vừa ngâm thơ. Trăm năm kiều vẫn là kiều, uống rượu say cũng là điều tất nhiên. Say rồi cũng giống thằng điên, thế nhưng ai cũng muốn điên dài dài. Về đến nhà, gã đập cổng rầm rầm. Mẹ nó đâu? Mở cửa cho tôi nè. Chó mèo trong nhà nghe thấy, cắn nhặn cả lên. Bên trong nhà có người đi ra. Chị Liên cầm cái đèn pin chiếu thẳng vào mặt, làm cho Thuận chói mắt, phải lấy tay che rồi kêu lên. Là tôi đây, tắt cái đèn pin đi. Anh sao không đi luôn đi, còn vác cái mặt về đây làm gì nữa? Nhà tôi phải về chứ. Mở cửa ra nhanh lên. Chị Liên không muốn đôi co thêm nữa, đành phải mở cổng để gã vào. Đến phòng, gã nằm vật ra giường, rồi ngáy như sấm. Để lại bên cạnh người vợ đang nhìn với ánh mắt đầy ngao ngán. Sáng hôm sau, khi mặt trời vẫn còn đang ẩn mình sau dãy núi phía xa, không gian còn mờ sương đêm, ngôi làng Vân Hà đã bị đánh thức bởi tiếng kêu thất thanh của người phụ nữ. Có ai không? Bớ người ta, có người chết đuối nè. Tiếng la hét cùng tiếng kẽn gõ liên hồi đánh thức dân làng thức dậy. Người ta vội vã kéo tới nơi. Bà Lành mặt tái mét, chỉ tay ra phía cái ao làng. Ở đó đang nổi lềnh phềnh lên một thi thể. Trưởng làng cùng mấy anh dân quân nhanh chóng có mặt để đảm bảo trật tự. Người ta nhanh chóng lấy thuyền rồi chèo ra giữa ao. Trong đám đông có vợ chồng anh cả chị Cách, từ đâu chạy tới mà kêu khóc. Con ơi, có phải là con hay không? Mấy anh dân quân ở đó phải giữ lại, không cho hai anh chị nhảy xuống nước luôn mất. Chứ không thì hai anh chị nhảy luôn xuống nước mất thôi. Số là anh chị có đứa con gái đang học cấp 3, mất tích mấy ngày nay rồi. Anh chị tìm khắp ngõ ngách trong làng, thậm chí nhờ đến cả công an. Nhưng đứa con gái cứ như thể chui xuống dưới đất vậy, không thể nào tìm ra chút dấu vết nào. Ông Quyết trưởng thôn cùng mấy anh dân quân chèo thuyền ra giữa ao. Lại gần, họ xác định chính là một thi thể người. Ông cùng hai anh dân quân nhanh chóng kéo cái xác về bờ. Cái xác bây giờ trương phình, cơ thể bủng beo vì ngâm nước đã lâu. Khuôn mặt thậm chí bị cá rỉa nham nhở, lòi cả xương ra. Cảnh tượng kinh hãi làm cho ai nấy cũng phải nhăn mặt. Nhất là mấy người hai ngày nay ăn cá dưới cái ao này. Họ chạy ra chỗ xa xa mà cố móc họng để ói. Vợ chồng cải cách nhìn vào bộ quần áo của cái xác, nhận ra ngay đó là con mình. Hai anh chị tính chạy vào thì ông Quyết vội can. Từ từ đã, con chưa biết con của anh chị tại sao lại chết. Tôi đã gọi cho công an rồi, đợi họ qua rồi tính tiếp. Bây giờ nhiều người chạm vào là phá hỏng hiện trường mất đó. Mấy anh dân quân phải bở hơi tay mới giữ được vợ chồng họ. Phía công an nhanh chóng có mặt, họ bắt tay vào điều tra. Khi xong xuôi, họ kết luận cô bé này ngã xuống ao, không biết bơi nên mất mạng. Thi thể hoàn toàn không có dấu vết nào khả nghi.
sau đó thì bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự. Anh chị cải cách bây giờ mới ôm được thi thể của con mà khóc lên khóc xuống. Người làng ai cũng thương cho anh chị hiếm muộn, mãi mới sinh được đứa con. Con bé ngoan hiền nhất sớm, thế mà lại bỏ mạng dưới cái ao làng. Người ta không biết rồi anh chị làm thế nào mới có thể vượt qua được cú sốc mất mát quá lớn này đây. Bỗng nhiên cái xác giật giật lên mấy cái, làm cho ai cũng đều hoảng hồn. Rồi từ thất khiếu của nó, máu đen tanh hôi cứ thế chảy ọc ọc ra. Chị Cách tưởng con gái vẫn sống nên nói với chồng: Mình ơi, con bé vẫn sống, nó chưa có chết đâu Mình à. Nè Mình, bình tĩnh lại đi. Con nó chết rồi, nó chết thật rồi mà. Anh phải quay đi hướng khác để không cho vợ mình nhìn thấy mình đang rơi nước mắt. Cả Thuận đang ngủ thì bị chị Liên đá cho mấy cái vào người. Nhà anh Cải có chuyện rồi kìa, sang đó hỏi thăm anh chị ấy đi. Việc gì cũng để tí nữa đi, không thấy ông mày đang ngủ sao? Chồng với cha con chẳng được cái nước nồi gì. Thuận mặt chị Liên cầu nhau, hơi men trong người vẫn chưa hết nên gã lại trùm chăn ngủ tiếp. Có điều tiếng ồn ào, tiếng khóc ỉ ôi từ căn nhà của anh Cải vọng sang, làm cho gã không sao vào lại giấc được. Cuối cùng gã đành phải đạp chăn ra ngoài đánh răng rửa mặt, rồi sang bên kia xem có việc gì quan trọng mà mới sáng sớm đã như cái chợ vỡ rồi. Bây giờ nhà anh Cải bà con họ hàng tập trung lại đông lắm. Con bé Vân đã được tắm rửa rồi thay bộ quần áo khác tươm tất hơn. Có điều khuôn mặt bị cá rỉa cho nham nhở kia được người ta lấy giấy đậy vào, nhưng chỉ một lúc lại ọc ra thứ máu đỏ nhờ nhờ. Mà mỗi lần máu ngấm vào tờ giấy, tựa như in trên đó một nụ cười quái dị. Chị Cách khóc ngất lên ngất xuống mấy lần, cảnh tượng quá đỗi đau lòng, làm cho người trong làng ai cũng phải rơi nước mắt. Cả Thuận đứng bên ngoài dòm lơm lơm vào, được người ta kể cũng gật đầu như bổ củi, ra chịu hiểu lắm. Bỗng như sực nhớ ra điều gì, gã hỏi ông bên cạnh: Ủa, con bé Vân sinh năm bao nhiêu chú à? Ông lão bên cạnh vuốt vuốt chòm râu rồi đâm chiêu: Hình như là năm 80 thì phải đó. Ông lão định quay đi làm bi thuốc lào, nhưng ông quay phát lại nhìn gã Thuận nói: Mày hỏi năm sinh của nó làm gì? Cháu hỏi cho biết vậy thôi. Tông môn nhà mày, mày hỏi tính đánh lù đề cờ bạc không? Tao còn lạ gì cái bọn thanh niên trong cái làng này nữa. Mày cứ đánh đi, có ngày tao báo công an hút hết bọn mày về xã đó. Thấy ông cụ đang hăng như con gà chọi, cá vội vàng lủi ra bên ngoài. Ở đó cũng có bọn Luân Lát và thằng Tình. Thấy gã, hai thằng hớn hởn: Nè, mày hỏi được năm sinh chưa? Nó sinh năm 80 mà chết được mấy ngày rồi, liệu vẫn đánh được chứ? Được, cứ đánh luôn cả chặn đầu chặn đuôi cho nó chắc cú. Rồi ba thằng lại cười hô hố, khoác vai nhau bỏ đi, để lại đằng sau đám tang của nhà anh Cải. Tối hôm đó, ba thằng tập trung trước cái quán nước ở đầu làng để theo dõi kết quả sổ số. Đến khi kết thúc chương trình mà chẳng thấy trúng được giải nào, thằng nào thằng nấy mặt ngắn tủn đi. Ôi mẹ nó chứ, trượt hết rồi. Ta bảo rồi, người chết mấy ngàn như thế làm sao mà linh cho được. Xì, biết trước thì đã giàu rồi, bây giờ mày lại tính trách tao à? Thằng Luân bóp chát lại ngay. Thằng Tình giảng hòa: Thôi, trượt rồi thì thôi, bây giờ anh em mình qua nhà Lâu Cải đi, đến nửa đêm làm bát cháo gà cho nó ấm bụng. Hai thằng nghe vậy cũng gật gù. Với cái loại lười làm ham ăn như chúng, cứ mỗi khi thấy ở đâu có ăn là mắt sáng lên như cái đèn pha ô tô vậy. Trở lại đám ma con bé Vân, tiếng kèn đám ma, tiếng than khóc ỉ ê vang lên
nghe não cả lòng. Chị suốt cả ngày chạy đôn chạy đáo phụ giúp hai vợ chồng anh Cải. Thế bây giờ lão chồng mới vác cái mặt đến, toàn đi ra mắng cho một trận. Nhưng nghĩ lại ở đây đông người, chị lại thôi. Ba thằng đợi hết đoàn viếng trước mặt xong xuôi, chúng nó mới vào lấy mấy nén nhang chia cho nhau để mà vào viếng. Khi đi ngang qua cái áo quan, mấy thằng khịch khịch mũi, thầm thì bảo nhau: tụi bay có ngửi thấy mùi gì không? Có, giống như là cái mùi chuột chết vậy đó. Thôi nhanh viếng xong còn ra ngoài nữa. Khi đã xong xuôi, trời dần về khuya, mọi người cũng đã về hết. Nhóm Thuận xung phong ở lại cùng với mấy thanh niên trong họ để mà trông rập. Cứ tưởng bọn nó nhiệt tình thật, ai ngờ chỉ đợi người ta đi hết, chúng mới trải cái chiếu ra đầu cổng, lại lôi bộ bài ra sát phạt với nhau. Nhìn vào cảnh tượng đó, một số người lắc đầu ngán ngẩm. Cái ngữ cờ bạc chúng nó có biết ngại gì đâu. Đám cưới chúng nó đánh, đám giỗ chúng nó đánh, bây giờ đến cả đám ma mà chúng nó cũng chơi luôn. Đang thắng liền mấy ván, thằng Luân giơ tay ra hiệu cho cả đám im lặng. Nè, chúng mày có nghe thấy cái gì không? Mấy thằng kia nhao nhao nghĩ là thằng này tính giở trò bài chuồn. Thuận lại giục: cái gì là cái mẹ gì? Thôi nhanh chơi bài đi. Ấy mày, bài để sau đi. Tao nghe tiếng như ai gõ vào gỗ đó. Thằng Luân lát tuy mắt mũi có vấn đề, nhưng được cái tài tính lắm. Các bọn bây giờ mới im bặt để cho thằng này nghe ngóng. Trong cái không gian đêm khuya như thế này, cái âm thanh duy nhất phát ra bây giờ chỉ là tiếng thở của bọn nó. Tao nghe tiếng động như phát ra trong nhà thì phải. Các bọn nghe ngóng, thấy không gian im ắng như tờ, chứ có gì đâu. Thằng Tình hỏi: mày có nghe lầm không vậy Lưng? Lầm là lầm thế nào? Bây giờ vào kiểm tra đi, không có chuyện gì xảy ra là bố mẹ đó. Thằng nọ đùng đẩy cho thằng kia vào kiểm tra. Bây giờ trong đầu bọn nó hiện lên toàn mấy cảnh kinh dị. Nào là mèo nhảy qua xác chết, nào là quỷ nhập tràng sống dậy đuổi theo người ta. Cả Thuận bèn nói: đúng là toàn thanh niên hôi, mới thế thôi mà đã xanh mặt rồi hả? Chúng mày không dám thì để tao. Rồi gã đi phăm phăm vào trong. Thuận trước giờ vẫn có tiếng là gan to trong làng. Gã không sợ trời, không sợ đất. Điều duy nhất gã sợ đó là không có tiền để cờ bạc mà thôi. Ở đó bây giờ đèn đốm đã tắt hết, chỉ bật lên vài cái đèn thờ. Cái ánh sáng đỏ ao đến nhức mắt, càng tô thêm vẻ rờn rợn trong đêm tối. Bức di ảnh của người chết cứ như vừa nở nụ cười với gã vậy. Gã lắng tai nghe. Đúng là bây giờ từ bên trong áo quan có cái âm thanh lục cục như ai đó gõ gõ vào. Trước giờ vốn chẳng tin vào ma quỷ, nên Thuận chẳng ngại, xắn tay áo lên, đẩy cái nắp áo quan. Âm thanh kèn kẹt đến rợn người phát ra. Thuận móc lấy cái đèn pin rồi soi vào, và mắt trợn trừng như không tin vào thứ mình đang nhìn thấy. Ở bên ngoài, các bọn thấy Thuận đi hồi lâu mà không có động tĩnh gì. Thằng Tình gọi: Thuận ơi, mày làm cái gì mà trong đó lâu vậy? Không nhận được câu trả lời, cả đám đang không biết phải làm như thế nào, thì bất thình lình từ trong nhà bay ra một vật gì đó đen tùi lùi, trúng vào ngay người Luân Lát. Thằng này rú lên đầy kinh hãi. Cái thứ kia đụng vào người nó rồi rơi xuống đất giải đanh đạch. Sau khi định thần nhìn lại thì đó là một con cá trê khá là to. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thuận bước ra ngoài, cất tiếng cười giễu cợt: thứ gây ra tiếng động trong nhà chính là nó đó. Hóa ra ban nãy khi đẩy được cái nắp áo quan ra, Thuận thấy ở đó có con cá trê đang nằm dãy. Mỗi lần nó quật đuôi là cái tiếng động như có ai gõ vào thành quan.
nhìn vào con cá. Cá lũ nghĩ đến cảnh nó chui vào người con bé Vân, rồi bây giờ lại chui ra ngoài, làm thằng nào thằng nấy sởn hết gai ốc đi. Làm thế nào mà nó lại chui được vào người con bé? Và gần một ngày trời mang ra khỏi nước, con cá vẫn không chết hay sao? Thằng Luân lát giơ chân dẫm bếp một phát, khiến cho đầu con cá bẹp dí. Sau đó nó sút ra bên ngoài. Sau khi kiểm tra cửa nẻo một lần nữa cho chắc chắn, chúng nó cắt cử người canh, rồi đi nấu cháo gà húp xì sụp với nhau. Trải qua sự việc vừa rồi, chẳng thằng nào còn tâm trí để ngồi vô đánh bài nữa. Cũng may từ đó đến khi mặt trời lên, không xảy ra thêm bất cứ việc gì. Sáng hôm sau, người ta đến đưa đông lắm. Ai cũng muốn đi cùng một đoạn để tiễn cô bé nổi tiếng ngoan hiền học giỏi này đến nghĩa trang trong làng. Đoàn đưa tang cứ chậm chậm mà đi. Dẫn đầu là vợ chồng cải cách và ông thầy Pháp trong làng tên là Tư. Đi được nửa đường, có tiếng gọi của mấy thằng kéo xe tang. Tư ơi, xảy ra chuyện rồi. Thầy Tư vội vã chạy lại xem chuyện gì. Ông thấy từ dưới cái áo quan có một dòng nước đen kịch, bốc mùi hôi thối, cứ nhỏ tông tổng xuống. Mùi xú uế khiến cho tất cả đám người ở đó phải tránh xa. Ông thầy bấm tay tính, rồi nói: con bé nó vẫn vương vấn với cõi trần nên mới xảy ra cơ sự này. Ông lôi ra một lá bùa, miệng niệm chú, rồi dán lên giữa cái nắp áo quan. Dòng nước từ bên trong ngừng chảy ra ngay lập tức. Xong rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Không để qua giờ tốt ấy, thì không ổn đâu. Người ta nghe thấy từ không ổn mà ông nhấn mạnh thì liền biến sắc. Họ hò nhau nhanh chóng đẩy cái xe chở áo quan đi. Đến cái huyệt đã được đào sẵn, hai sợi dây thừng buộc ở hai đầu áo quan từ từ hạ xuống. Nhìn đứa con của mình sắp sửa nằm sâu dưới mấy thất đất, chỉ cách gào đến khản cả giọng, cứ một mực đồ nhảy xuống với con, làm ông Quyết và anh Cải phải khuyên can hết lời. Để cho con bé nó yên nghỉ đi, chỉ cứ như thế sao mà nó yên tâm nhắm mắt được. Cuối cùng sau một hồi vật lộn, con bé Vân cũng được mụ yên mã đẹp. Trời đang trong xanh, bỗng mây đen ùn ùn kéo đến. Qua vài phút thì trời đổ mưa, sấm chớp đi đùng. Ông trời dường như cũng đang xót thương cho số phận của cô bé phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Mưa xuống khiến cho chỗ nhang vừa mới cắm trước mộ tắt ngấm đi. Ngôi mộ nằm lẻ loi trong một góc ở nghĩa trang, bây giờ nhìn u ám, lạnh lẽo đến gai người. Tối hôm đó, Thuận lại vác xe đi đâu đó. Trước khi đóng cổng, cả nói: đêm nay tôi không có về nhà đâu, cứ khóa cửa nẻo lại luôn đi. Chị Liên đã chán tới mức không buồn nói nữa rồi, chỉ buồn cái ánh nhìn lạnh như tiền về phía gã. Thuận thấy thế thì mừng lắm, vì mụ vợ hôm nay không càm ràm như mọi khi. Trời về khuya vắng vẻ, đường làng không có một bóng người. Xung quanh yên ắng, chỉ thi thoảng có tiếng chó cắn mà nhập nhẵn vang lên. Đến đoạn đầu làng, Thuận thấy có hai cái bóng đen đang đứng chờ sẵn. Gã nói: Tình, mày chuẩn bị xong chưa? Hóa ra hai cái bóng đen đó chính là hai người bạn chí cốt của Thuận. Thằng Tình nghe hỏi thì cười hình hịch, rồi vỗ tay vào cái túi. Đây nè, đầy đủ hết rồi. Tao mất nhiều công sức lắm mới kiếm ra được đó. Các bọn nhanh chóng lên xe rời đi. Hướng di chuyển chính là khu nghĩa trang của làng. Bình thường nơi này ban ngày ít người lui tới, nay giữa đêm khuya vắng vẻ lại càng tô lên nét hiu quạnh hơn. Con đường dẫn vào khu nghĩa trang khá lầy lội vì trận mưa ban chiều. Cách cái cổng tầm hơn 100 mét, không thể đạp xe được nữa.
nên cả bọn để xe lại rồi đi bộ vào trong. Thằng Luân nhát gan nhất nên cứ núp sau gã Thuận. Vừa đi nó vừa soi cái đèn ra xung quanh, làm cho gã bực mình phải quát lên: "Mày làm cái quái gì? Tao sợ có ai đó rình mò. Sợ con mẹ mày, sao không nói là mày sợ ma đi? Mày cứ soi như thế, lỡ có ai đi soi cả đêm phát hiện thì lỗ hết." Nghe thằng bạn chửi, thằng Luân lát đành phải tắt cái đèn pin đi. Vốn dĩ gã nhát cấy, cứ tưởng tượng bây giờ có con ma nào đó nhảy ra chặn đường, chắc gã đứng tim mà chết mất. Vào trong khu nghĩa trang, Thuận lục lại trí nhớ xem vị trí ngôi mộ của con bé Vân nằm ở đâu. Ở ngôi làng này, từ xưa đến nay tất cả người chết đều được chôn ở đây, nên diện tích cả khu khá là lớn. Cộng với đêm tối, bên trong có nhiều ngã rẽ, nên để tìm ra được mộ của một người không phải là điều dễ dàng. Vừa đi, thằng Luân vừa xoa tay vào nhau. Trời đêm hè mà sao gã cứ cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng Thuận kêu: "Thấy rồi." Thuận bật đèn pin, lìa ánh sáng vào ngôi mộ nằm ở một góc khuất sau cái cây lớn. Thật sự nếu không để ý kỹ sẽ rất khó nhận ra. Tập trung lại trước mộ, thằng Tình bỏ hết đồ nghề trong túi ra. Thằng Luân thấy cái bàn cầu cư, tò mò đưa lên mũi ngửi ngửi. Từ đó phát ra cái mùi ôi ôi rất khó chịu, làm cho nó phải bỏ xuống ngay lập tức. Thằng Tình nhăn nhở nói: "Mày biết cái bàn cầu cư này làm từ cái gì hay không? Mà đưa lên mũi ngửi gì?" "Hả? Làm từ cái gì? Mày ngu lắm. Gỗ từ ván áo quan chung người chết đó." Luân lát nghe vậy thì kinh hãi, vứt cái bàn cầu cư rồi cái bộp xuống đất. Thằng Tình chửi thề thằng bạn nhát gan của mình mấy câu rồi nhặt lên. May mà không bị hỏng. Nó lôi ra cái bàn rồi thắp hương, đốt nến cắm trên đó, cùng với lỉnh kỉnh rất nhiều thứ. Cái ánh sáng vàng vàng cam cam phát ra từ mấy cây nến, cộng với mùi hương trầm, xua tan đi phần nào không khí lạnh lẽo hiện tại. Thằng Tình đặt cái bàn cầu cơ ngay ngắn trên bàn. Ở đó có ghi đầy đủ bảng chữ cái, các con số từ 1 đến 9 và các chữ có và không, ma và quỷ. Thằng Tình đặt đồng xu lên bàn cơ. Nó giải thích rằng đồng xu là để trấn áp bớt cái âm khí của người chết. Chuẩn bị xong đâu đó, thằng Tình đặt con cơ xuống bàn, nhìn hai thằng bạn nói: "Trước khi bắt đầu, chúng mày nghe tao nói kỹ đi. Khi bắt đầu phải tuyệt đối nghe lời tao, không được tự ý hỏi hay là hành động lung tung. Nếu không có gì, tao không có chịu trách nhiệm đâu ạ." Rồi cả ba thằng cùng đặt tay vào con cơ ở trên bàn. Sau đó thằng Tình lẩm nhẩm đọc bài khấn. Đọc xong, giữa cái không gian yên tĩnh của đêm tối, có luồng gió lạnh buốt thổi thốc tất cả lũ. Tiếng gió thổi qua những tán cây tạo nên cái âm thanh xào xạc như ma hờn quỷ khóc, làm cho thằng nào thằng nấy cũng phải gai người. Tiếng mèo đuổi chuột vụt qua làm cho thằng Luân giật mình, xích chút nữa buông tay ra. May mà được thằng Thịnh giữ lại: "Không có được bỏ tay ra, không hỏng biết bây giờ đó." Đợi cho mọi thứ yên tĩnh trở lại, thằng Tình cất tiếng: "Xin hỏi quanh đây có vong linh nào không?" Hỏi đến lần thứ ba, mọi thứ vẫn yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì. Thằng Tình lại tiếp tục: "Nếu có vong linh nào hiện hữu quanh đây, hãy cho chúng tôi một dấu hiệu đi." Lại tiếp tục những phút giây tĩnh lặng trôi qua. Gã Thuận nghi ngờ hỏi: "Nè, mày có làm đúng những gì ông bác mày nói không vậy?" "Tao làm đúng mà. Sao chẳng thấy con cơ nó chuyển động gì hết?" Thằng Tình nhíu mày suy nghĩ,
lẽ nào ông bác của gã nói dối gã hay sao? Gã nói lớn: nếu như có vong linh nào gần đây, hãy lên nhận lễ của chúng tôi. Đợi thêm dăm ba phút vẫn không thấy gì. Cả đám nản chí toàn tộc. Thằng Luân lát huýt huýt tay vào người thằng Tình. Nó biết ý, liền khấn để kết thúc buổi cầu cơ không thành công này. Thằng Tình chán nản nói: thôi, hút điếu thuốc cho ông người rồi chim cút đi. Ba thằng kéo nhau ra gốc cây gần đó mà hút thuốc với nhau, hy vọng về giây phút đổi đời nhờ bộ cầu cơ sinh số bây giờ đã tan thành mây khói. Tàn mấy điếu thuốc, cả đám định quay lại dọn dẹp đồ đạc để ra về, thì bỗng thằng Luân ra hiệu cho cả đám im lặng. Trong không gian yên tĩnh, nó nghe thấy cái âm thanh kèn kẹt, như có thứ gì đó di chuyển trên bàn cầu cơ. Không ai bảo ai, cả đám chạy lại. Chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra, thằng nào thằng nấy mắt chữ O, mồm chữ A, như không tin được. Trước mắt bọn nó, con cơ không ai chạm vào mà cứ chậm rãi di chuyển khắp cái mặt bàn. Thằng Tình châu mại run run hỏi: xin hỏi vong là ma hay quỷ? Con cơ dừng lại rồi bắt đầu di chuyển đến các chữ cái, ghép lại thành tự ma. Lúc này cơ mặt của thằng Tình mới giãn ra. Nó được ông bác nhắc rằng khi cầu cơ kỹ nhất là gặp quỷ, lúc đó phải kết thúc buổi lễ ngay lập tức, vì trước giờ không ít trường hợp cầu cơ xuất hiện quỷ, bị nó vật cho chết đi. Mời vong nhận lấy. Trước mặt bọn nó là con gà mới luộc ban tối, thế nào mà trong nháy mắt đã trở nên thiêu thối, tím đen lại. Biết vong đã nhận lễ, thằng Tình mừng rỡ: vong cho chúng tôi biết kết quả sổ số ngày mai được không? Cả bọn nín thở chờ đợi. Con cơ bắt đầu di chuyển đến con số 4 và số 6 rồi dừng lại. Trong lòng mỗi thằng mừng hơn bắt được vàng. Bỗng trong đầu chúng nó vang lên một giọng nói trầm khàn: ngày mai mang máu đến cho ta. Thằng Luân cảm thấy khó hiểu, nó hỏi nhỏ: ê nè nè, mày có nghe thấy không? Có. Vong muốn tụi mình ngày mai mang máu đến. Mà tao thấy lạ là sao không giống giọng của con bé Vân vậy? Kệ mẹ nó đi, miễn xin được số thì vong nào chẳng được. Cái lợi trước mắt đã che mờ đi lý trí. Chúng nó đồng ý với cái vong, rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc để rời khỏi chỗ này. Hôm sau mới sáng sớm, nhà chị Liên đã xảy ra cãi vã. Nè, anh định mang tiền đi đâu vậy? Tôi là chủ cái nhà này, tôi mang đi đâu là quyền của tôi, cô không có quyền can dự. Tôi nói cho anh biết, đây là tiền sắp tới mua cây giống về trồng, anh đừng có động vào. Tôi biết thừa cái ngữ anh rồi, anh lại lấy mang đi đánh lô đẹp phải không? Bị vợ nói trúng tim đen, Thuận nói lớn hơn để át tiếng của vợ: im ngay đi. Cô xem có người vợ nào suốt ngày cầu nhậu như cô hay không? Vợ với cha con đúng là cái cụ nợ mà. Nói xong, gã xô chị Liên ngã dúi dụi ra nền nhà, rồi cầm chút tiền ít ỏi để mua cây giống cho vụ mới mà đi ra ngoài. Hai đứa con thấy bố mẹ cãi nhau, chỉ biết đứng im ở một góc nhà ôm nhau mà khóc. Đã từ lâu rồi, chúng nó chẳng còn nhìn thấy cảnh bố mẹ chúng hòa thuận, mà thay vào đó là liên tục những lần cãi vã. Có những lần bố nó chửi hết cả nhà, từ ông bà ông vải cho đến cả bố mẹ vợ, mỗi lần thua bạc. Ra khỏi nhà rồi, gã Thuận vẫn vừa đi vừa lào bầu chửi: mẹ kiếp, xem qua tối nay chúng mày có còn coi thường ông được nữa hay không. Ra đến chỗ bà Dậu, gã lôi chỗ tiền ra
đặt xuống nói chắc nịch. Ghi cho tôi hết chỗ này, con đặc biệt tối nay. Gớm, nay đâu ra nhiều tiền mà đánh mạnh tay vậy? Không phải việc của bà, ghi con bà làm nhanh đi. Được rồi, tôi ghi đây nè, việc gì phải nóng vậy? Gã Thuận cầm tờ giấy mà bà Dậu đưa cho. Trên đường đi, gã nhẩm tính số tiền thắng được tối nay, thừa sức trả lại cho con mụ vợ ở nhà. Số tiền còn lại, gã sẽ mua lấy cho mình một con rim thái. Thời điểm đó, chiếc xe này là ước mơ của hầu hết đàn ông trong ngôi làng này. Gã thầm nghĩ, có con xe rồi, để xem cái đám ngồi lê hóng chuyện có còn xem thường mình nữa hay không. Thuận vừa rời đi thì bọn thằng Tình, thằng Luân Lát cũng lại tới quán bà Dậu. Bà này lấy làm ngạc nhiên lắm khi bọn nó lại đánh con 35 với số tiền khá lớn. Bà ngoắc tay hỏi nhỏ: Tôi hỏi gì ý không phải, có phải các chú xin được số ở đâu không mà sao đánh lớn vậy? À, tối qua bọn tôi đi à. Thằng Luân còn chưa kịp nói hết câu đã bị thằng Tình tán cho một cái vào đầu vì cái tội không biết suy nghĩ. Thằng Tình cười cười, bà già lắm chuyện quá rồi đó, kêu ghi thì ghi đi, hồi nữa tôi sang chỗ khác ghi ạ. Rồi thằng Tình lôi thằng Luân Lát đi luôn. Vừa đi nó vừa chửi: Mày ngu vậy, tao mà không nhắc á, chắc mày bô bô ra hết rồi phải không? Ừ thì đấu ra cũng có làm sao đâu. Thằng này lại bị đánh cho một cái nữa vì cái tội ngu. Thằng Tình nghiến răng rít lên: Thế mày không thấy thời gian qua ông Quyết đi khắp làng tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan sao? Mày thốt ra chỗ con mụ lắm chuyện kia, đến tài ổng á, ông hút mẹ nó lên xã đó. Lúc này thằng Luân mới gãi đầu cười hề hề. Tối hôm đó bọn nó tập trung hết ở nhà gã Thuận. Thằng Tình còn mua con vịt quay với nửa thùng bia đến. Đúng 6 giờ rưỡi, tất cả đã ngà ngà say. Gã Thuận chạy ra bật tivi lên. Chúng nó vừa nhìn từng con số trôi đi mà cảm giác như thời gian ngưng động lại. Đến khi màn hình hiện ra con số của giải đặc biệt, mắt ba thằng trợn to hết cỡ, thiếu điệu rơi ra khỏi tròng. Trên tivi bây giờ hiện lên con số 35. Thằng Thuận nói: Phải 35 không tụi mày? Đúng rồi, chính xác là con số 35 rồi. Chúng nó ôm nhau hú hét ầm ĩ, làm cho con chó nhốt ở ngoài sân cũng sủa lên theo. Chị Liên thấy mấy thằng hú như chó sói, đứng bên ngoài chống nạnh nói: Mấy ông hú hét cái gì vậy, có im đi hay không? Đến nửa đêm, đợi cho vợ ngủ say, gã Thuận lại khẽ khàng mở cửa rồi rón rén đi ra ngoài. Và điểm đến không nơi nào khác chính là ngôi mộ của Vân. Trên tay gã cầm theo bịch máu dê treo lủng lẳng. Đến cây đa, ba thằng chúng nó tụ tập lại với nhau rồi bắt đầu di chuyển. Trời đêm nay âm u không một ánh sao, chỉ có ánh đèn leo lắc từ cái đèn pin của thằng Tình chiếu ra. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó kéo chúng đi trong đêm tối, nên ngay cả mắt mũi mù dở như thằng Luân Lát cũng đi như chạy trên con đường tối đen. Khác hẳn với tâm trạng sợ sệt của ngày hôm qua, bây giờ thằng nào thằng nấy háo hức lắm. Chúng nghĩ về tương lai sáng sủa phía trước, nghĩ về cái viễn cảnh không làm mà có ăn, nghĩ về cả nhà lầu xe hơi. Đến nơi định lấy cái bàn cầu cơ ra thì bất giác bên tai thằng Tình vang lên giọng nói: Dẹp luôn cái bàn đó đi, các cư lại đến xin số đúng không? Thằng Tình gật đầu, thì bên tai nó lại vang lên: 53. Thằng Tình sung sướng chạy lại bảo với hai thằng kia. Chúng đâu để ý được rằng lẫn trong tiếng gió kia có tiếng cười đầy quỷ dị của ai đó. Giọng nói hôm nay không giống như hôm qua, mà như chất chứa thêm sự hằn học, ma quái.
Mau, đổ máu xuống đi. Gã Thuận đổ máu xuống. Mặt đất bên dưới nứt ra, như hút lấy hết cái chất lỏng sền sệt màu đỏ kia. Lần sau, thứ ta muốn phải là máu người. Bây giờ ba thằng này đã bị lòng tham làm cho mờ mắt hoàn toàn rồi. Linh hồn kia bảo gì, chúng cũng gật đầu nghe theo. Mà không biết những việc mình làm đang là tiếp tay cho quỷ dữ. Sáng hôm sau, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi phá tan bầu không khí yên tĩnh buổi sớm của ngôi làng. Phía công an chẳng mấy chốc đã vây chặt lấy ngôi nhà của thằng Hoàng. Cánh cửa ộp ẹp bị đạp đổ xuống. Khi mấy đồng chí ập vào thì thấy thằng Hoàng đang run rẩy như mèo bị nhúng nước ở trong một góc nhà. Đồng chí đội trưởng tiến lại nói: Anh Hoàng, anh đã bị bắt. Chúng tôi tìm được bằng chứng chứng minh anh đã giết hại cô Nguyễn Thị Vân. Bây giờ yêu cầu anh theo chúng tôi về đồn. Người đội trưởng phải nhắc đến lần thứ ba, thằng Hoàng mới ngẩng mặt lên. Nhìn vào gương mặt của nó làm cho người ta phải giật mình. Mới có mấy ngày không gặp mà nó trở thành một con người khác vậy. Đôi mắt thâm quầng trũng sâu, gương mặt hốc hác như kẻ ốm đói lâu ngày. Nhận ra những người đang đứng trước mặt mình là công an, thằng này tung cái chăn lao tới ôm chân người đội trưởng. Cô tôi vậy, cô ta muốn giết tôi. Anh bình tĩnh lại, ai muốn giết anh? Thằng Hoàng chỉ tay vào khoảng không trước mặt. Là con quỷ cái đang đứng ở đó kìa, các anh không thấy gì sao? Người dân nghe thằng này nói cũng cảm thấy gai gai xương sống. Nhưng khi họ nhìn theo hướng nó chỉ thì ở đó tuyệt nhiên không thấy bất cứ ai. Nghĩ những người ở đây không tin mình, thằng Hoàng lột phăng cái áo ra rồi chỉ vào người mình. Con quỷ đó hành hạ tôi suốt mấy ngày nay rồi. Đúng, chính tôi đã giết nó. Các anh bắt tôi đi, không nói giết tôi mất. Người ta thấy trên người thằng này chi chít những dấu vết cạo cấu cắn xé. Những dấu vết bây giờ đã tím đen, có vết chảy cả mũ vàng ở đó. Cuối cùng thằng Hoàng bị còng tay áp giải về đồn. Phía công an có giải thích lại là ngay từ đầu khi khám nghiệm tử thi cho Vân, họ đã phát hiện ra những điều đáng ngờ. Nhưng tránh bức dây động rừng nên bề ngoài họ chỉ thông báo là Vân tự sát, còn bên trong vẫn âm thầm điều tra. Bằng những biện pháp nghiệp vụ nên chẳng mấy chốc tìm ra được Hoàng là kẻ tình nghi số 1. Tại đồn công an, Hoàng khai rằng cách đây một tuần, đêm đó trăng thanh gió mát cộng thêm hơi men trong người, bản năng nhục dục của một thằng đàn ông ế lâu ngày của nó dâng cao hơn bao giờ hết. Đang bức bối thì nghe tiếng xe đạp từ xa vọng lại. Trong tranh sáng tranh tối đang xen nhau, thằng Hoàng thấy từ xa đang đi tới chính là Vân. Con bé nổi tiếng xinh xắn trong làng, có bao nhiêu thằng đến cưa cẩm, nhưng anh chị cải cách đều từ chối hết vì con bé vẫn còn nhỏ, đang ở độ tuổi đi học. Hôm nay không hiểu vì lý do gì, Vân lại một thân một mình ở nơi hoang vắng như thế này. Không gian thời gian yên ắng như đang đồng lõa tiếp thêm động lực cho kẻ sắp phạm tội này. Vân vừa đạp tới đoạn cái ao của làng thì bỗng có cái bóng đen lao tới chặn đường cô bé. Gã ta nhấc bổng Vân ra khỏi xe rồi lôi cô bé vào bụi rậm. Bây giờ thằng Hoàng không khác gì con hổ đói, cứ thế lao vào ngấu nghiến cái thân thể thiếu nữ kia, mặc cho Vân ra sức chống cự. Nhưng với sức của một cô gái chưa tròn 18, làm sao so được với loại vai u thịt bắp kia. Thế là tấm thân trong trắng của cô bé đã bị thằng Hoàng làm cho vấy bẩn. Khi xong việc, toàn mặc lại quần áo bỏ đi thì bỗng chân hắn bị bàn tay Vân giữ lại. Vân kêu lên: Anh Hoàng, sao lại là anh?
Thằng này bây giờ mới bất giác sờ lên cái khẩu trang mà hắn đeo từ trước, trong lúc hành xử đã bị rơi ra từ lúc nào rồi. Anh sao anh ở làm vậy với em? Em sẽ đi nói với bố mẹ. Thằng Hoàng sợ tái cả mặt đi. Nếu như để người ta phát hiện ra việc làm tội lỗi của mình, chắc nó phải vào tù mà bốc lịch dài dài. Nghĩ đến viễn cảnh trong đó bị hành cho thừa sống thiếu chết, nó bủn rủn tay chân. Vân mặc xong quần áo định chạy đi, bỗng bị thằng Hoàng lôi lại. Nó lại đè nghiến cô bé xuống, đưa tay bịt miệng mà mồm rít lên. Im ngay, mày mà dám nói ra tao cho mày chết đó. Chưa kịp nói hết câu, thằng này đã trúng lên đau đớn. Vân cắn mạnh vào bàn tay thằng Hoàng đến bật cả máu ra. Mẹ mày, dám cắn tao hả? Tao cho mày chết. Tức mình, nó lôi Vân đầy thô bạo ra sát bờ ao, rồi đẩy cô bé xuống. Thấy Vân chấp chới giữa dòng nước, thằng này nhận ra cô bé không biết bơi. Bất giác một suy nghĩ độc ác lóe lên trong đầu nó. Nếu bây giờ Vân chết, mọi việc nó gây ra tối nay, trời không biết quỷ không hay. Nó có thể thoải mái mà sống tiếp. Khi người ta có phát hiện ra xác Vân, thì họ cũng chỉ nghĩ cô bé vô tình trượt chân ngã xuống ao chết, chứ chẳng có liên quan gì đến nó. Vân muốn kêu cứu, nhưng giọng nói không thoát ra được, bị nước ao cứ tràn ào ào vào trong khoang miệng và mũi. Đợi đến khi Vân đã chìm hẳn, thằng Hoàng còn ở lại thêm một lúc lâu nữa để chắc chắn rằng Vân đã chết. Nó mới rời khỏi chỗ đó, rồi quăng luôn chiếc xe đạp xuống theo. Đến lúc này nó mới yên tâm ra về. Nó khẽ cười vì nghĩ rằng tội ác của mình sẽ không bị phát giác. Nhưng mà không. Từ cõi âm, Vân trở lại ám nó sống dở chết dở mấy ngày qua. Nếu hôm nay công an không ập vào bắt, thì thằng Hoàng cũng sẽ đi đầu thú thôi. Nghe nói về sau thằng Hoàng tự sát ngay trong phòng tạm giam. Nó la hét muốn điên loạn. Có lần nó còn tự tay móc mắt mình mà ăn. Các đồng chí công an xông vào muốn khống chế nó, thì nó đã nhanh tay hơn, lao đầu vào tường, mạnh đến nỗi hộp sọ nứt toát ra. Thằng Hoàng chết rồi, anh chị cải cách cũng không muốn truy tố nữa. Về nguyên nhân cái chết, mỗi người nói theo một kiểu, nhưng phần đông đều cho rằng chính oan hồn của Vân nhập vào người thằng này. Chứ bình thường ai có cái gan mà tự hành hạ mình như thế được. Trở lại với Thuận, từ ngày liên tiếp trúng lô đề, cuộc sống của gã như bước sang một trang khác. Sau khi mua cho bản thân mình chiếc Dream Thái, hắn sắm sửa tất cả đồ dùng mới trong nhà. Chị Liên thắc mắc về số tiền kiếm đâu ra. Gã chỉ chép miệng. Ồ trời, tôi đưa tiền cho cô thì cứ cầm đi, hỏi nhiều vậy. Đúng là cái loại đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Việc đàn ông chúng tôi không đến lượt các cô xen vào. Mặc kệ chị Liên hậm hực, cả lại ra chơi với hai đứa con. Hai đứa con từ ngày được bố cho ăn ngon mặc đẹp thì quý gã lắm. Chúng đâu biết được nỗi ưu tư trong lòng của mẹ mình. Cuộc sống cứ vậy trôi đi. Ngoài việc thắc mắc về số tiền chồng mình kiếm được, chị Liên cảm thấy khó hiểu khi nhiều đêm bắt gặp gã Thuận đi ra ngoài, đến khi trời tờ mờ sáng mới thấy về. Biết có hỏi thì cũng không nói, cho nên chị cũng đành thôi. Cứ ngỡ sau cái chết của thằng Hoàng, cuộc sống của ngôi làng sẽ trở lại bình thường. Nhưng không, đó chỉ mới là điểm khởi đầu cho những câu chuyện kinh dị sau này. Còn nhớ hôm đó là đêm trầm trăng sáng vằng vặc, có thằng thanh niên đi đánh dầm về. Làng Vân Hà có nhiều cái ao chuông, nên người ta chỉ cần mang nơm ra úp một chốc
là đã đủ bữa về nhậu rồi. Ngày mai có trận bóng đá, nên đêm nay thằng này tính bắt lấy mẹ cá đem về nướng muối ớt mà nhậu với đám bạn. Khi đã đầy cái giỏ nó mới chịu về. Trăng này sáng lắm nên nó cũng chẳng cần phải bật đèn pin mà cứ đi phăm phăm trên đường. Qua đoạn cái ao mà Bân chết đuối ngày trước, bỗng bên tai nó nghe tiếng như ai đó đang tắm dưới ao. Nó thắc mắc: "Ủa tiền sư, khuya rồi mà có đứa bỏ mẹ nào tắm hay sao? Không cẩn thận trúng gió méo mồm lại khổ." Nó nhèo nhèo mắt nhìn ra phía ngoài cái ao. Đúng là có nhân ảnh đang ngụp lặng ở đó. Nhìn mái tóc dài, thân hình nhỏ nhắn, thằng này chắc chắn rằng đó là một cô gái, độ tuổi còn khá trẻ. Dường như nhận thấy có người đang nhìn mình, nhân ảnh kia quay đầu nhìn sang nó. Giữa đêm khuya thanh vắng, vang lên cái tiếng cười lanh lảnh. Tiếng cười cứ như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt của thằng thanh niên, làm cho nó phải rùng mình. Thoát cái, thứ kia đã đứng ở đầu ao bên này, rồi từ từ đi ra khỏi mặt nước. Ở khoảng cách này, thằng nọ ngửi thấy một cái mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Mùi tanh không giống của tôm cá, mà giống như mùi máu. Thứ đó đang tiến ngày càng gần nó hơn. Biết gặp phải thứ không sạch sẽ, lý trí mách bảo nó nên chạy đi. Nhưng không hiểu sao đôi chân cứ như bị đóng đinh xuống đất, không làm sao nhấc lên nổi. Khi đã tiến lại đủ gần, dưới ánh sáng của trăng rằm, thằng thanh niên bây giờ đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của nhân ảnh kia. Không ai khác chính là cô bé Vân. Nửa khuôn mặt vẫn là hình dạng người, nhưng nửa còn lại đã thối rữa, da thịt trụng ra từng mảng, lộ cả ra xương mặt. Cậu thanh niên hãi quá, ngã ngửa ra sau. "Anh ơi, xuống đây với em đi, em lạnh lắm." "Không, không, có mà, cứu tôi với." Nhân ảnh của Vân càng ngày càng áp sát lấy nó. Sau mỗi bước đi, kéo theo đầy bùn lầy, đen ngòm hôi rình. Vân đưa cánh tay bủng beo như cái kiểm sắt ra, túm lấy cổ chân của nó, toàn kéo xuống ao. Thì bỗng từ cái áo thằng này phát ra tia sáng màu vàng nhạt, chiếu thẳng vào Vân. Nhân ảnh của Vân như bị thứ ánh sáng đó thiêu cháy, không thể chịu đựng thêm. Hồn ma cô bé kêu rú lên, rồi nhảy xuống ao biến mất. Người thanh niên bây giờ mới kiểm soát lại được cơ thể mình, đưa tay sờ lên cổ. Ở đó là sợi dây chuyền có mặt tượng Phật ở đó. Đây chính là sợi dây mà ngày trước mẹ của anh ta phải thỉnh ở tận trên chùa Hàm Long về cho. Biết bản thân đã an toàn, cậu ta bỏ chạy thục mạng về nhà, để quên cái giỏ cá mà cậu đã mất cả đêm mới vất vả lắm mới kiếm được. Ngày hôm sau, nghe cậu ta kể lại, người ta tập trung bu kính lại như kiến cỏ ở cái ao để mà hóng chuyện. Nhìn vào cái giỏ cá cậu ta vứt lại, cùng với dấu tay người đen xì ở cổ chân, làm cho người làng không tin cũng không được. Về phần anh chị cải cách, nghe nói con mình hiện về muốn lấy mạng người ta, thì có đánh chết anh chị cũng không tin. Tin làm sao được khi con bé lúc còn sống vốn có tiếng ngoan hiền, nay chết rồi lại bị đồn ác miệng là muốn giết người chứ. "Nè, tôi nói cho chú biết, tôi không biết thứ chú gặp phải là cái gì, nhưng mà chắc chắn không phải là con gái tôi. Nó mất rồi, chú đừng có đặt điều để mang tiếng cho nó. Có tất cả mọi người ở đây, tôi thề nếu mà tôi nói sai, cha đường xe cắn tôi chết đó." Ông thầy Tư được mấy bậc cao niên trong làng gọi tới. Ông nói: "Để tôi xem cái chân của cậu." Dưới đôi mắt mờ đục, thầy cảm nhận ở đó vẫn còn phản phất âm khí. Ông lôi ra tờ bùa, niệm chú gì đó, đoạn nói với cậu thanh niên: "Cậu cố gắng chịu đau nghe,
Anh ta gật đầu. Ông thầy dí luôn lá bùa vào chân của cậu. Nhìn mặt cậu tái mét đi, người ta chắc hẳn là cậu phải đau lắm. Lá bùa chẳng mấy chốc đã chuyển sang màu đen. Người làng chứng kiến cảnh này cũng phải há hốc miệng kinh ngạc. Ông Tư ơi, con cảm thấy hết đau chân rồi nè. Vì lá bùa hút hết âm khí ở chân cậu rồi. Theo tôi chính xác là rạng sáng nay đó, cậu đã bị một con ma già tấn công rồi. Ma già sao? Tôi tưởng nó chỉ xuất hiện ở sông Ngội thôi chứ thầy. Không phải đâu. Ma già là chỉ những người chết đuối. Vì chết dưới nước, không thể đi đầu thai được, nên những hồn ma đó tìm người chết thay chúng, để chúng đi siêu sinh. Đã là ma già rồi thì sẽ xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có nước, chứ không phải ở mỗi sông mới có. Những lời nói của thầy Tư làm cho người ta phải rùng mình ớn lạnh. Ma già sao? Họ thầm nghĩ trong đầu, rồi liên tưởng ngay đến con bé Vân. Còn chưa kịp lên tiếng thì tiếng ông Quyết vang lên từ xa. Ở đây có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông vậy? Thấy ông trưởng thôn đến, người làng im thinh thích, vì thừa hiểu nếu để cho ông biết chuyện, kiểu gì cũng bị mời lên xã nói chuyện thôi. Ông vốn trước kia từng đi học ở Liên Xô về, là một cán bộ nhà nước, vốn có lối suy nghĩ vô thần, nên ở làng cứ hễ ai nhắc tới ma quỷ, thánh thần là ông kịch liệt phản đối. Một bà lão nghe tiếng của ông liền lên tiếng nói: À, không có gì đâu ông trưởng thôn, chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi đó mà. Người ta cũng dần tản đi hết. Những ngày sau đó chẳng ai bảo ai. Người dân đều né đi qua cái đoạn đường có cái ao nơi cô bé Vân chết. Nếu có đi, họ cũng đi thành tớp vài người và đi qua cho thật nhanh. Người ta truyền miệng rằng con bé bây giờ đã trở thành ma gia. Đi một mình đêm hôm qua đó, có ngày bị nó kéo chân xuống diệm chết để thế mạng cho nó. Về phần bọn thằng Tình, thằng Luân Lát và gã Thuận, thì bà con hàng xóm ai cũng thắc mắc, không hiểu chúng nó làm gì mà giàu nhanh như thế. Bây giờ họ thấy bọn này chẳng làm ăn gì, tối ngày chỉ cà kê nhậu nhẹt với nhau. Một tối nọ, gã Thuận bàn với vợ: Tôi là tôi tính sang tháng á, xem ngày nào đẹp trời động thổ xây cái nhà mới, cô thấy có được hay không? Cái nhà này vẫn ở được, có dột chỗ nào đâu mà phải xây lại chứ. Bố mẹ con cô không muốn ở nhà cao cửa rộng hay sao? Không phải là không muốn, nhưng bây giờ mình có chút tiền thì nên tiết kiệm để làm ăn, chứ không nên phung phí vào những thứ không đáng gì. Ý là cô bảo tôi phung phí hả? Tôi nói cho cô biết, tôi nghĩ cho cái gia đình này, muốn cho mẹ con cô có điều kiện sống tốt hơn. Vậy mà cô nghĩ tôi không ra gì vậy sao? Tôi là tôi chỉ thông báo cho cô biết thôi, chứ cô không có quyền quyết định đồng ý hay là không. Từ ngày kiếm được những đồng tiền từ việc cầu cơ kia, Thuận càng ngày càng bộc lộ cái sự gia trưởng, độc đoán của mình. Mọi việc trong nhà từ lớn đến bé đều phải chịu theo ý gã ta. Không hợp, gã lại chửi. Gã chửi có bài bản hẳn hoi. Nhiều lúc lôi hết cả ông bà ông vải nhà chị Liên lên, làm cho chị đến phát khóc. Chị thầm ước rằng thà gia đình sống nghèo khó nhưng mà yên vui như ngày trước, còn hơn bây giờ có của ăn của để mà chồng lại xem thường như thế này. Ngày hôm sau, gã Thuận mời thầy Tư về xem gia trạch cho mảnh đất của mình, để lấy ngày đẹp mà động thổ. Về phần thầy Tư, gia đình đã ba đời làm thầy Pháp, đến đời thầy là đời thứ tư, cho nên người ta luôn gọi là thầy Tư, chứ thực ra tên thầy thật là Công. Ở trong làng này, thầy rất được mọi người nể trọng. Các dịp cúng bái quan trọng, người ta đều đến nhờ thầy cả. Tiếng chiếc chim thái đổ ở cổng, gã Thuận tươi cười.
Mời thầy vào nhà uống chén nước rồi chúng ta bắt đầu cũng không muộn. Thầy gật đầu, bước vào trong cổng nhìn lên. Chợt thầy khẽ nhíu mày. Trong đôi mắt âm dương của mình, thầy thấy xuất hiện trong mảnh đất của gã Thuận phảng phất những luồng âm khí. Ở những gia đình bình thường thường sẽ có thổ công cùng với gia tiên bảo vệ, chắc chắn sẽ không thể xuất hiện những thứ không sạch sẽ như vậy được. Thầy lẩm bẩm trong miệng. Có lẽ nào à? Một lúc sau khi dùng trà thuốc, Thuận dẫn thầy Tư đi dạo một vòng quanh khu đất của mình. Chỉ vào nơi dự định xây nhà, gã hỏi. Cháu định xây nhà ở đây không biết có được không thầy? Nơi này cũng đắc địa đó, long mạch vượng khí đều dồi dào. Theo thầy thì hôm nào có thể động thổ được? Thầy Tư đưa tay lên bấm đốt. Hầm lầm tháng này gia đình anh có thể động thổ rồi. Nhắc nhở kỹ lưỡng thêm một hồi, gã Thuận móc ra một số tiền lớn trả công cho thầy. Trước khi về, thầy kéo gã ra ngoài cổng rồi nói nhỏ. Thời gian qua đó, anh và người nhà có ai hay đi qua những nơi lắm âm khí như là nhà tang lễ hay là nghĩa trang hay không? Lời nói của thầy Tư làm cho Thuận bất ngờ chợt giật mình. Thầm nghĩ lẽ nào ông ta đã biết được cái việc cầu cơ xin số của gã. Sao thầy lại hỏi thế ạ? Thuận cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng sự ấp úng trong lời nói của gã không qua mắt được thầy Tư. Thầy chậm rãi giải thích. Khi mới bước chân vào đây đó, tôi thấy nơi này phảng phất xuất hiện âm khí. Ngoài ra ấn đường của anh, tôi còn nhìn thấy nhiều vệt đen xuất hiện. Rõ ràng điều này không hề bình thường chút nào. Nếu đợi lâu, e sẽ ảnh hưởng đến lòng mạch và sức khỏe của anh đó. Cháu có mấy khi đến đây để đó như thầy nói đâu. Anh nói thật chứ? Thầy Tư nhìn thẳng vào Thuận, đôi mắt mờ đục như có ma lực xoáy sâu vào trong tâm khảm, đọc được hết những suy nghĩ ẩn sâu trong gã. Lúc này Thuận chợt lo sợ rằng nếu ông thầy mà biết thì từ nay về sau gã không còn có cơ hội đi cầu cư nữa, và cuộc sống của gã lại tiếp tục quay về với cái máng lận cũ, làm lụng vất vả cả đời cũng không thể ngóc đầu lên được. Cháu nói thật mà, thôi bác tự về nhà đi. Nói đoạn, gã đóng sập cái cánh cổng, mặc kệ thầy Tư vẫn đang đứng ở đó. Thầy đứng thêm một hồi rồi mới đi về. Trước khi đi, thầy buông một câu. Là phúc thì không thể là họa, mà đã là họa, muốn tránh cũng không được rồi. Trong số những người nghi ngờ về độ giàu có nhanh chóng của ba thằng, thì bà Dậu là người đa nghi nhất. Bà không hiểu tại sao bọn nó đánh lô đề mà lần nào cũng trúng. Nếu mà có trượt, hắn cũng là do bọn nó cố tình làm vậy để cho người ta bớt nghi ngờ. Bọn này cũng không đánh một chỗ, vì ăn hoài ai mà dám ghi số cho chúng nó. Chúng nó thậm chí lên cả trên huyện, trên tỉnh để ghi. Bà Dậu ghét chúng nó một phần cũng vì cái thái độ kiêu ngạo. Bà ta tức lắm, thầm nghĩ trong đầu nhất định phải tìm ra nguyên nhân vì sao bọn nó lại trúng lô đề nhiều đến như vậy. Ông trời dường như cũng không phụ lòng bà. Còn nhớ hôm đó, bà có việc phải sang làng bên, đến tận đêm muộn mới trở về. Đến cây đa đầu làng, dưới ánh trăng lờ mờ, bà thấy ba cái bóng đen lầm lũi đang đứng ở đó. Không khó để nhận ra đó chính là bọn thằng Luân, thằng Thuận và thằng Tịnh. Bà nhủ thầm trong đầu, chắc chắn cái bọn này đang làm gì mờ ám rồi. Hôm nay phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Quẳng cái xe đạp lại, bà Dậu núp núp ở đằng xa rình bám theo mấy thằng kia. Bà mừng thầm trong bụng,
vì sắp tìm ra được câu trả lời. Nhưng bà đâu biết được rằng đây chính là quyết định sai lầm nhất trong đời, khiến cho bà phải trả giá bằng cả tính mạng vì thích xen vào những chuyện không phải của mình. Về phần ba thằng kia, chúng nó to nhỏ gì đó với nhau một hồi rồi bắt đầu di chuyển. Bà Dậu nhanh chóng bám theo. Đi được một đoạn, bà giật mình nhận ra nơi mình sắp tới chính là khu nghĩa địa trong làng. Sống lưng bà bất chợt lạnh toát, như có ai chườm đá vào. Bây giờ bà bắt đầu mường tượng ra được câu trả lời cho riêng mình. Bọn chúng ra nghĩa địa để cầu cơ xin số đề. Bà Dậu chăm chú bước theo bọn này để không bị mất dấu. Từ xa bà nheo mắt nhìn theo tất cả diễn biến đang diễn ra. Từ việc thằng Tình đọc bài khấn cho đến việc thằng Luân lấy túi máu đổ ra mộ. Bà nghiến răng nghiến lợi nói: lần này chúng mày chết với bà. Mai bà báo với ông Quyết xem chúng mày giải thích sao đây. Bà định quay lưng bỏ đi thì chợt dẫm vào cành cây khô, tạo nên một tiếng rắc. Thứ âm thanh không tới nỗi quá to, nhưng trong cái không gian im ắng đó, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ gây ra sự chú ý rồi. Bà hốt hoảng nhìn về phía ba thằng kia thì thấy chúng đã phát hiện ra mình rồi. Ba khuôn mặt đó trong đêm thế nào mà lại cứ loang loáng như bôi sáp, thất thiểu vặn vẹo, đầy quỷ dị, không hề giống với người bình thường. Biết mình đang gặp nguy hiểm, bà vội co giò bỏ chạy đi. Đằng sau là những bước chân rầm rập đuổi theo. Khu nghĩa trang bình thường vốn đã rộng, với đầy những ngã rẽ. Hiện tại trời tối lại càng giống như mê cung. Bà Dậu cứ chạy, cứ chạy. Cuối cùng chợt nhận ra như bản thân đã rơi vào trạng thái mờ ảo, không rõ ràng. Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống nơi này không còn là cái ánh sáng bàng bạc như mọi khi. Bây giờ đã chuyển sang màu đỏ âu như máu. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Những cái cây trong khu nghĩa địa bị gió thổi qua, tạo nên những chuyển động đầy đáng sợ. Khi đã thấm mệt, biết không chạy nổi nữa, bà Dậu phi vào trong bụi rậm gần đó để trốn. Bây giờ cả thở bà cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ mấy thằng kia nghe thấy. Tiếng chân chạy huỳnh huỵch đến chỗ của bà rồi cũng im bặt. 5 phút, 10 phút trôi qua, đối với bà Dậu dài tựa cả trăm năm. Nghĩ đã an toàn, lúc này bà mới hé hé cái lùm cây ra. Chợt một thứ dung dịch nhơn nhớt, tanh hôi rớt xuống đầu bà. Bà ngửa cổ lên nhìn và dường như muốn đứng tim mà chết vì một cái khuôn mặt méo mó bóng loáng của ba thằng kia đang trần trối nhìn chằm chằm vào bà. Thứ nhỏ vào đầu bà chính là nhớt giải của bọn nó. Bắt được rồi nghe. Không, tha cho tao đi. Bà Dậu toan chạy đi nhưng không kịp nữa rồi. Mấy cánh tay như mấy cây cột kia túm lấy bà mà lôi đi sành sạch. Bà kêu gào lên: Bọn mày thả tao ra. Bọn chúng dừng lại, đưa ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn nhau. Rồi câu trả lời tiếp theo của thằng Tình làm bà sợ đến đái cả ra quần. Bà biết quá nhiều chuyện thì phải chết thôi. Đúng đó, giết đi. Bà Dậu bị trói chân, treo ngược lên gốc cây gần đó. Mặc cho bà giãy giụa như thế nào, sợi dây trói cũng không xi nhê. Thằng Luân lát lấy ra cái chậu đặt dưới đầu bà. Con gã Thuận quay lưng về phía đám người đang lúi húi mài dao. Cái âm thanh xèn xoẹt làm cho bà Dậu rùng mình. Trên tay Thuận là con dao chọc tiết lợn đã được mài sáng bóng.
gã lè lưỡi liếm một đường dọc theo thân dao. Bà Dậu run rẩy nói: Không, Thuận à, mày tính làm gì? Làm gì sao? Cắt tiết bà chứ làm gì? Mày tha cho tao đi. Tao hứa sẽ không nói cho bất kỳ ai việc này đâu. Tha sao được mà tha. Bà đã nhìn thấy hết rồi. Giờ thì chịu chết đi. Gã Thuận nói xong, cắt một đường ngọt liệm qua cổ bà Dậu. Máu từ cổ chảy xuống, ướt đẫm khuôn mặt bà. Bà Dậu dường như đang muốn nói gì đó, nhưng bây giờ máu đã ngập ngụa cuống họng, chỉ còn cái âm thanh ọng ọc phát ra. Ba thằng đứng nhìn vào cảnh tượng kinh dị đó mà chẳng có chút gì sợ hãi. Chúng còn ngoác miệng ra cười như những kẻ điên. Hôm sau, tại nhà ông Quyết, lúc ông đang ngồi ở hiên hút thuốc lào thì từ ngoài cổng có người thanh niên chạy vào. Bác Quyết ơi! Đó chính là thằng Thân, nhà bà Dậu. Nó miếu máu nói: Mẹ cháu không biết đi đâu từ tối qua tới giờ mà vẫn chưa về. Cháu đi tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy đâu cả. Ông Quyết hạ điếu cày xuống. Mày bình tĩnh kể bác nghe xem nào. Đêm qua mẹ mày đi đâu? Dạ, hôm qua mẹ cháu bảo đi qua làng bên của Tí Việt, mà cả đêm không thấy về nhà. Cả đêm mà trong ruột gan của cháu nó cứ cồn cào khó tả, nghi là có chuyện chẳng lành. Sáng sớm nay cháu chạy qua bên ấy xem có chuyện gì hay không, thì bên kia bảo là mẹ cháu đã về từ lâu rồi. Sáng giờ cháu đi hỏi thăm khắp làng trên xóm dưới mà không ai thấy mẹ cháu đâu cả, nên cháu mới sang đây nhờ bác giúp nè. Ông Quyết nghe xong thì tái mặt. Cái suy nghĩ đáng sợ rồi đây kết cục của bà Dậu lại giống như con bé Vân ngày trước chợt hiện lên trong đầu ông. Được rồi, để bắt kêu bọn thanh niên trong làng tập trung lại đi tìm ấy. Mấy người thanh niên cùng các anh dân quân, dân phòng trong làng được gọi lại để trợ giúp gia đình thằng Thân. Ông Quyết cùng với một nhóm người ưu tiên tìm ở ao hồ sông suối và tất cả những nơi người ta có thể bị nạn. Cả ngôi làng nhỏ bé bị náo động lên. Dường như người ta đã lục tung tất cả mọi nơi, nhưng vẫn không thấy bà Dậu đâu. Chỉ có chiếc xe đạp bị giấu trong bụi cỏ, chứng minh là bà đã quay về làng. Còn người ở đâu thì vẫn là một ẩn số. Ở đây người ta sống tình nghĩa lắm. Dù biết bà làm cái nghề mà nhiều người không thích, nhưng khi bà gặp chuyện, họ vẫn chạy đôn chạy đáo để phụ giúp. Trong những người nhiệt tình nhất, có mấy thằng nghiện lô đề cờ bạc trong làng nữa. Chúng nó giúp vì tình làng nghĩa sớm thì ít, mà chủ yếu là vì lo. Nếu bà xảy ra chuyện gì, thì ai ghi lô đề cho bọn nó thiếu nợ nữa đây. Ông Quyết sau một ngày tìm kiếm, khi đã thấm mệt, ông nhíu mày. Còn người chứ không phải con muỗi đâu. Mở cái làng có hơn 200 hộ dân thôi mà lại không sao tìm ra được chứ. Ông đứng một chỗ trầm ngâm suy nghĩ, xem bản thân có bỏ sót chỗ nào hay không. Chợt có thằng thanh niên nhanh miệng nói: Chú Quyết à, cháu nghĩ chúng ta thử vào khu nghĩa trang trong làng tìm xem. Ở đâu thì có cái mẹ gì mà tìm với kiếm chứ. Thì từ sáng giờ chúng ta tìm hết các nơi rồi. Cháu nghĩ có mỗi nơi đó là chúng ta chưa vào thôi. Cháu sợ bà ấy có khi bị ma giấu rồi. Nghe thấy thằng này nhắc tới ma quỷ, ông quyết định túm lấy nó. Nhưng chợt nghĩ lại, đúng là mọi người chưa tìm trong nghĩa trang thật. Ông lại huy động đám người cùng nhau đi vào đó. Trời đã sẩm tối, ánh đèn pin chiếu loang loáng trên con đường nhỏ. Về tối muộn thì càng lạnh thêm, khung cảnh nơi này càng hoang vu lạnh lẽo. Thi thoảng có tiếng của mấy con chim lợn. Mọi thứ bây giờ không khác gì trong mấy bộ phim ma người ta hay chiếu trên tivi. Một người bắt tay làm loa mà gọi: Bà Dậu ơi, bà có trong này hay không?
Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gió lùa tạo nên thanh âm như ai đó than khóc vọng về. Có một thằng thanh niên mắt tè tách đám đông ra, kiếm chỗ kín đáo đi trút bầu tâm sự. Đang thoải mái xả lũ thì bỗng nó thấy ở đằng xa, trên cái cây có thứ gì đó treo lủng lẳng. Nó bật đèn pin chiếu tới, mặt nó trắng bệch, dòng nước tiểu muốn chạy ngược vào bên trong. Nó lấp bà lấp bấp rồi hét lên: Mấy người ta, có người chết! Tiếng thằng thanh niên đánh động hết cả đám người. Họ chạy ào tới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ai nấy cũng bủng rủng hết chân tay. Trên cây đang treo lủng lẳng cái xác bà Dậu. Một vết cắt chí mạng ở đó làm cả khuôn mặt của bà loang lổ máu, rồi nhặn bu đen kịch. Một cảnh tượng quá đỗi kinh dị, đến nỗi một người gan dạ như ông Quyết cũng phải rùng mình. Ông sai người giăng dây, không cho phép ai tiếp cận cái xác hết. Khu nghĩa địa vốn yên ắng, bây giờ náo loạn bởi tiếng người xen lẫn với tiếng gào khóc của gia đình bà Dậu. Công an chẳng mấy chốc đã có mặt. Những đồng chí công an vốn giàu kinh nghiệm cũng phải khẽ ớn lạnh người. Nhìn bầu thể trạng này của bà Dậu, họ chắc chắn rằng hung thủ phải là một người rất giỏi dùng dao mới có thể một nhát đoạt mạng bà ta. Còn một điều nữa là khi sát hại, chắc hẳn bà Dậu phải bị chảy ra một lượng máu rất nhiều. Nhưng tại hiện trường, ngoài vết máu trên người nạn nhân, tuyệt nhiên không thấy rơi vãi xuống đất. Vậy thì chỗ máu kia đâu rồi? Hàng loạt câu hỏi bủa vây lấy những người điều tra. Sau khi khám nghiệm xong xuôi, phía công an bàn giao lại thi thể cho gia đình làm hậu sự. Và thế là ở ngôi làng nhỏ lại có thêm một cái đám tang. Người ta không hiểu bà Dậu có thù oán như thế nào với kẻ thủ ác mà lại bị giết một cách dã man như thế. Từ đó về sau, cứ đến 7 giờ tối, cơm nước xong là nhà nhà lại cửa đóng then cài cẩn thận. Trẻ con bị cấm tiệc không cho ra ngoài chơi. Từ việc thằng thanh niên lúc trước bị hồn ma con bé Vân nhát, bây giờ đến việc bà Dậu bị sát hại man rợ, đã tạo ra một nỗi sợ vô hình. Ai mà biết được trong cái không gian tối đen kia có thứ gì đang rình rập. Không cẩn thận thì lên bảng đếm số như chơi. Bây giờ mỗi tối ngôi nhà im lặng đến rợn người, cứ như không phải nơi dành cho người sống nữa. Chị Liên hiện tại tuy gia đình đã khá giả hơn trước, nhưng sống với cả chồng ngày càng gia trưởng độc đoán, khiến cho chị cảm thấy khó thở hơn. Chị để ý rằng ban ngày Thuận cứ lờ đờ uể oải như người thiếu sức sống. Chỉ đến khi mặt trời lặn, gã mới lấy lại được cái vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát. Từ một người đàn ông cao to vạm vỡ, bây giờ Thuận trông không khác gì mấy thằng nghiện lâu năm, cả người gầy rộc đi. Có lần chị Liên còn bắt gặp Thuận ăn thịt sống. Chị sợ chồng bị bệnh gì, dục đi bác sĩ, thì gã mắng lại: Đúng là cái loại đàn bà, quanh năm chỉ ở xó bếp thì biết cái gì. Ở bên Nhật Bản người ta còn ăn đồ sống đầy ra đó, thì có làm sao. Tôi vì cái nhà này làm lụng vất vả, không giúp được thì thôi còn nghi ngờ linh tinh. Còn nói nữa, tôi trả cô về nhà ông bà đó. Ngôi làng này có thằng Kiên làm nghề mổ lợn. Thằng này lớn gan từ nhỏ, có lần đi nhậu về sai khước, nó còn lạc hẳn vào nghĩa trang, ngủ trong đó cả một đêm. Sáng dậy nghe kể lại, ai cũng phải lắc đầu lè lưỡi. Nay nghe người dân đồn về ma quỷ, nó cười khẩy không tin. Còn cá cược với người ta, nếu nó ngủ một đêm ở trong nghĩa trang mà không xảy ra chuyện gì, thì người ta phải mời nó nhậu một tuần. Đêm đó, thằng Kiên chuẩn bị rượu thịt đi vào khu nghĩa trang đúng như lời cá cược. Sau khi cơm no rượu say, nó lăn ra đất nằm ngáy như sấm. Tới nửa đêm, có một âm thanh ma mị gọi nó dậy. Thằng này mắt nhắm mắt mở, xem là ai đang gọi mình. Chợt nó dựng tóc gáy khi nghe tiếng ai đó lanh lảnh cười giữa đêm khuya.
Nó quay ngang quay dọc xem đứa nào tới hù dọa mình. Và rồi nó nhận ra cái giọng cười xen lẫn với rên rỉ ấy phát ra từ cái gốc cây sau lưng mình. Nó rung rung chiếu đèn pin lên thân cây. Trên đó xuất hiện một nhân ảnh. Thứ này cả người nhơ nhớp, chân tay dài như vượn. Hình ảnh quá đổi quỷ dị. Thằng Kiên chưa kịp định thần thì con quỷ từ trên cây vươn dài đôi tay ra, túm chặt lấy nó. Trong không gian yên lặng vang lên tiếng hét đầy đau đớn của thằng Kiên. Giờ này có lẽ nó đã đi bán muối luôn rồi. Sáng ngày hôm sau, mấy thằng hôm trước cá cược với thằng Kiên tập trung lại ở cái quán nước đầu làng. Chúng nó chờ xem sau một đêm ở cái nơi đáng sợ đó thằng Kiên sẽ ra sao. Chờ đến nửa buổi vẫn không thấy tăm hơi thằng Kiên đâu. Cả đám mới rủ nhau ra nghĩa trang xem. Có khi bị dọa cho sợ quá chết chất ở đó rồi cũng nên. Từ xa tụi nó thấy xe đạp của thằng Kiên dựng dưới một gốc cây. Thế là cả lũ kéo nhau đi tới. Có điều xe vẫn còn đây, rượu thịt vẫn ở đây, nhưng người đâu? Chợt nhớ tới cái chết của bà Dậu, một thằng bèn ngửa cổ lên. Và rồi nó cũng gào trúng lên đầy kinh hãi. Thằng Kiên bị treo lủng lẳng trên thân cây. Các người nó bây giờ ướt sũng bởi thứ nước nhơn nhớt đầy thanh tưởi. Đôi mắt mở trừng, cái dây thích chặt vào cổ, làm cho cái lưỡi thè ra. Một cái chết quá đỗi ghê sợ, làm cho người nào người nấy sợ đến mất mật. Một người nổi tiếng cứng vía như ông Quyết cũng phải khiếp sợ. Tới chiều tối sau khi hoàn thành xong công tác khám nghiệm, phía công an lại được một phen khó hiểu. Họ không thể tìm được bất kỳ một dấu vết nào tại hiện trường. Khuôn mặt ai nấy đều toát lên một nỗi sợ vô hình. Vậy là ngôi làng lại thêm một cái đám tang. Người ta xì xầm đồn đoán về cái chết của thằng Kiên. Có người bảo thằng này làm nghề đồ tể, nghiệp nặng quá, bây giờ đến lúc phải trả nghiệp. Thầy Tư đang ngồi trong phòng. Trước mặt là bàn thờ các vị gia tiên trong nhà. Tay ông bắt ấn, miệng lẩm nhẩm, rồi bắt đầu gieo quẻ. Nhưng gieo đến lần thứ năm mà ông vẫn không xem được ra điều gì đang xảy ra với ngôi làng này. Hướng đôi mắt ra bên ngoài màn đêm đen thẳm, ông thở dài. Mình đúng là thầy Pháp thời mạt vận mà. Hết thời thật rồi. Bây giờ cả ngôi làng ai cũng cho là ma quỷ gây ra cái chết của bà Dậu và thằng Kiên. Chỉ trừ duy nhất một người, đó là ông Quyết. Ông vẫn một mực cho rằng trên đời này không có ma. Ông tin rằng nhất định công an sẽ bắt được hung thủ, trả lại bình yên cho ngôi làng. Nhưng cho đến ngày nọ, có chuyện xảy ra đã thực sự làm thay đổi thế giới quan của ông. Tối đó ông đi họp ở xã đến tối muộn mới được về. Từ sau cái chết của thằng Kiên, người làng lại càng hạn chế ra đường vào buổi tối hơn. Không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh đèn leo lét từ cái đèn xe và đốm lửa từ mẩu thuốc lá ông đang hút phát ra. Đâu đó trong không gian là tiếng chim ăn đêm, tiếng chó cắn ma, nhấm nhẵn đang xen vào nhau. Chỉ cần đi hết đoạn đê ven làng này là tới nhà ông. Nhưng mới tới đầu đê, ông nghe tiếng ai đó đang bơi bị bẩm dưới sông. Ông lấy làm lạ, vì tối muộn rồi, ai lại ra ngoài sông này mà tắm rửa như thế kia. Tuy đã ngoài 50, nhưng đôi mắt của ông vẫn còn tin tưởng lắm. Nhìn vào hình dáng với mái tóc dài kia, ông biết chắc rằng đây là một cô gái còn khá trẻ. Ông là người đứng đắn nên không dám nhìn lâu, chỉ quay mặt sang hướng khác mà nói. Con cái nhà ai đêm hôm thế này còn ra đây tắm vậy? Lỡ có thằng lưu manh nào đó nó nhìn thấy, có phải chết dở hay không? Coi mà về sớm đi. Không có ai trả lời. Ông Quyết nghĩ mình cảnh báo như vậy là đủ rồi. Nán lại lâu, coi chừng người ta nghĩ mình là phường biến thái, nên toàn quay đầu bỏ đi. Ai dè vừa bước được hai bước
thì nghe có tiếng quẩy nước ì ập. Ông quay phắt lại nhìn thì thấy người kia hai tay chới với. Rồi, chắc chắn là bị chuột rút rồi. Ông sợ lại có án mạng xảy ra nên lập tức lao xuống cứu người. Khi ông vừa bước xuống được hai bước chân thì bất chợt có một cánh tay đen đúa dài không khác gì một cái đòn gánh túm chặt lấy chân ông, kéo tuột xuống nước. Vì quá bất ngờ, ông Quyết bị kéo ngã ngửa ra sau. Các người đau ê ẩm, nhưng ông vẫn cố bám víu lấy mọi thứ trên bờ. Cánh tay kia như một cái kìm sắt bấu chặt lấy chân ông, tưởng chừng đến rách cả da thịt ra. Dù ông có cố đến mấy, nhưng sức người làm sao đọ lại với ma quỷ được. Ông hô lớn: "Bởi người ta, có ai không cứu tôi với?" Mặc cho ông gào đến khản cả cổ, nhưng giữa nơi đồng không mông quạnh như thế này, làm gì có ai mà nghe thấy. Và dù cho nghe thấy đi nữa, liệu sau những sự việc xảy ra trong làng thời gian qua, ai còn đủ dũng cảm chạy ra ứng cứu hay không? Ông Quyết bị lôi thẳng xuống. Trong làng nước tối tăm lạnh lẽo đó, ông vẫn nhìn thấy được có thứ đen đúa, tóc xõa dài. Trên tay ông vẫn còn cầm đèn pin. Khi ánh sáng xuyên qua làn nước chiếu đến cái thân thể kia, ông hoảng hồn khi nhận ra chính là con bé Vân. Dù đang ở dưới nước, nhưng ông vẫn nghe được cái thanh âm đầy quỷ dị truyền tới. Chết đi lão già. Ông muốn ngồi lên, nhưng thứ kia đâu để cho ông làm vậy. Đến khi sức cùng lực kiệt, ông nghĩ rằng hôm nay mình phải bỏ mạng ở cái khúc sông này, thì từ trên mặt nước lóe lên thứ ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu thẳng xuống dưới dòng nước, đẩy cái thứ kia ra xa. Ông Quyết chỉ kịp nhìn có như vậy rồi ngất liệm đi, không biết trời trăng gì nữa. Ông Quyết à, ông Quyết, tỉnh lại đi. Ông Quyết ho khụ khụ lên mấy tiếng, nôn ra mấy thứ vừa nuốt xuống trong bụng ra ngoài. Mất một hồi ông mới nhận ra mình vẫn còn sống. Người vừa cứu thoát ông khỏi cửa tử không ai khác là ông thầy Tư. Ông ta đang ngồi, miệng lẩm nhẩm như đang niệm chú gì đó. Vừa nãy khi tận mắt chứng kiến những thứ không thuộc về cõi dương này, ông Quyết mới tin rằng trên đời thực sự có ma quỷ. Ngày trước ông vẫn hay hằn học, dè biểu thầy Tư, nhưng hiện tại ông đã thay đổi. Bởi không có thầy Tư thì ông bỏ mạng dưới khúc sông kia rồi. Ông Quyết kể cho thầy Tư nghe chuyện ban nãy xong thì lo lắng nói: "Tư à, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cứ để như vậy sẽ có thêm người làng bị con bé dìm chết mất." "Việc này tôi đã liệu từ trước rồi." Đoạn thầy Tư kéo ông Quyết lại gần mà thì thầm: "Bây giờ chúng ta làm như thế này, như thế này." Đêm hôm sau, lại là ba cái bóng đen tập trung ở gốc đa đầu làng. Nhưng ba thằng này còn chưa kịp đi, đã có ánh đèn pin chiếu loang loáng tới. Tiếng còi, tiếng chân người chạy rầm rập đến. Chưa kịp định thần thì thằng Thuận, Tình và Luân đã bị trói nghiến lại. Ông Quyết nói với thầy Tư: "Bắt được bọn chúng rồi." Ông thầy đi ra, nhìn ba thằng bị trói chặt, lấy làm hài lòng lắm. Hóa ra tối hôm qua hai ông ủ mưu tính kế với nhau. Ông biết cả Thuận đang làm cái gì đó mờ ám. Hôm qua chị Liên còn cho ông biết cứ đêm đến gã thường rời nhà đi ra ngoài. Thế là bàn với ông Quyết rình để tóm gọn bọn này. "Thả tao ra, lũ khốn kiếp." Tiếng gã Thuận gầm gừ phát ra. Dưới ánh đèn pin, ba thằng này nhìn rất đáng sợ. Đôi mắt hằn lên những tia máu, miệng nghiến răng kèn kẹt, nhớt dãi chảy nhiễu cả ra. Chị Liên thấy thế, chạy tới nói với gã: "Anh đừng có ăn nói mất dạy, đây là thầy Tư biết bắt Quyết đó." Lời nói của chị như chẳng có tác dụng gì. Thuận cứ điên cuồng mà chửi bới:
thậm chí còn muốn nhào tới mà cắn xé lấy chị. Thầy Tư vội cản lại: "Ba thằng này bây giờ nhiễm âm khí nặng quá rồi, tôi phải xem rốt cuộc chúng muốn làm gì." Rồi ông bắt ấn niệm chú, chỉ tay vào trán của thằng Luân. Chỉ thấy khối đen từ trán nó bốc ra dày đặc. Nó rú lên đầy đau đớn, cả người đổ vật ra đất, giãy đành đạch lên. Ông Quyết lo lắng hỏi: "Nè ông Tư à, nhẹ tay thôi, không nói chết bây giờ đó." "Yên tâm đi, tôi chỉ đang hút âm khí ra thôi, nó không chết được đâu." Sau một hồi, thằng này không giãy giụa nữa, từ từ mở mắt ra. Nó mơ màng hỏi: Sao tôi lại ở đây vậy? Sao đông người quá vậy?" Thầy Tư vẫy vào người nó một ít nước phép, thần thức của nó mới hoàn toàn trở về. Ông Quyết gằn giọng: "Đêm hôm khuya quắc, ba thằng mày ra đây làm cái gì?" Thằng Luân ban đầu còn định quanh co không muốn nói, nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của ông Quyết và đôi mắt nhìn thấu tâm can của thầy Tư, thằng này biết không thể giấu được nữa. Nó đành phải kể ra hết mọi việc. Ai cũng vỡ lẽ lý do tại sao bọn nó giàu lên nhanh chóng như vậy. Thầy Tư gật gù xem chừng đã hiểu ra vấn đề. Ông Bảo cùng với ông Quyết và vài thanh niên đi về phía khu nghĩa địa. Ông Quyết thắc mắc: "Chúng ta đã đó luôn sao? Sao không để ban ngày rồi đi?" "Để sang ban ngày tôi sợ sẽ xảy ra chuyện. Hồn ma con bé Vân tôi e đã hóa quỷ rồi." Chẳng mấy chốc đã đến ngôi mộ của Vân. Có thằng rú lên: "Bác Tư ơi, sao ở đây toàn nước như thế này?" Thầy Tư nghe vậy mới để ý xung quanh mộ cái Vân, bùn đất nhão nhuét, mặc dù cả tháng nay trời không có mưa nữa. Ông đưa tay sờ lên đất trên nấm mộ, phát hiện ra ở đó đất rất ẩm và còn mọc cả rêu ra xung quanh. "Còn bé Vân chắc chắn là ma già rồi." Thầy Tư nhờ năm người đàn ông mang mệnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương ứng với ngũ hành, đứng thành vòng tròn xung quanh mộ. Các bọn được nối với nhau bởi chỉ ngũ sắc để yểm phép. Đoạn ông dựng một cái bàn ở trước mộ, đặt lên trên đó nào là mũ mão, hình nhân, đèn nến, mực, chu sa. Ông đúc bùa, bắt ấn niệm chú. Trong không gian yên tĩnh, tiếng gió thổi qua như tiếng ma gào quỷ khóc, làm cho đám thanh niên đứng xung quanh muốn chùng chân. Ông nói nhanh: "Tụi bay cứ đứng yên ở đó, nếu mà di chuyển pháp trận sẽ hỏng đó." Ánh trăng chiếu xuống một màu vàng nhạt, bây giờ cũng đã chuyển sang màu đỏ ông. Ông Quyết là người cứng vía, bây giờ sống lưng cũng đã lạnh toát. Thầy Tư vừa niệm chú xong thì trên mộ đất nứt toát ra, nước từ đó phúng ra xối xả. Thầy hô lớn: "Kim hỏa trận khai!" Tức thì tung bốn lá bùa lên trên, bốn lá quay xung quanh ngôi mộ rồi bốc cháy vừng vừng. Vết nước kia dần dần được khép lại, chỗ nước chảy ra cũng bị sức nóng làm cho bốc hơi hết. Văng vẳng bên tai của đám người là tiếng đứa con gái nào đó kêu gào lên những âm thanh đầy đau đớn. Rồi từ dưới mộ, một cái bóng đen lao vụt lên. Nó định chạy đi nhưng đã bị phong ấn từ trận pháp giữ lại. Từ trong ống tay của thầy Tư phi vụt ra một sợi chỉ phép. Sợi chỉ nhanh chóng quấn chặt lấy nhân ảnh đó. Bây giờ những người xung quanh đã có thể nhìn rõ cái thứ trước mặt kia. Đó đích xác chính là hồn ma của bé Vân. Gương mặt lở loét, lộ cả xương ra. Trên mặt không thấy mũi đâu cả, chỉ có hai cái hốc đen xì, thi thoảng cứ phập phồng lên như đang thở. Từ người, nước vẫn nhỏ ra tông tổng. Những âm thanh gào rú vang lên. Hồn ma con bé càng vùng vẫy, sợi chỉ kia càng siết chặt lại. Sợi chỉ bây giờ đang thiêu đốt hồn phách con bé, khí đen bốc lên như cháy một đống rơm.
mới chết mà oán khí đã nhiều vậy rồi. Nếu ta không ra tay ngăn chặn thì không biết cô còn gây ra những việc gì nữa. Không, tất cả những kẻ đó đều đáng chết. Đáng chết lắm. Sằng bậy. Kẻ giết cô đã bị quả báo rồi. Còn những người kia, họ có tội tình gì mà cô ra tay nhẫn tâm như vậy chứ? Là gì cái gì? Nói ngay. Nếu không ta không cần nhờ đến các quan cõi dưới, mà ngay bây giờ sẽ đánh cho cô hồn phi phách tán đó. Là do hắn đã ép tôi. Nếu không, hắn sẽ không để tôi yên. Rồi Vân mới từ từ kể lại hết mọi chuyện cho thầy Tư nghe. Hóa ra khi bị hại chết, oan hồn của Vân sinh ra oán niệm quá lớn, không thể siêu sinh. Cái lần ba thằng kia chơi cầu cơ triệu hồi con bé lên, không biết làm sai ở đâu mà lại gọi thêm cả một oán linh khác nữa. Kẻ đó nói với Vân rằng sẽ giúp Vân trả thù kẻ giết mình, nhưng sau đó con bé phải làm tay sai cho hắn. Thế là trong giây phút thù hận che mờ đi lý trí, Vân đã đồng ý. Khi thằng Hoàng chết cũng là lúc Vân bị oán linh tà ác kia khống chế hoàn toàn. Kẻ này bắt Vân phải đi tìm giết người để tăng thêm quỷ lực cho bản thân. Để đến một thời điểm nào đó, khi đã đủ sức mạnh, hắn ta có thể hóa thành đại quỷ mà tái sinh một lần nữa. Kết thúc câu chuyện, thầy Tư tái mặt, toan hỏi gì đó. Nhưng hồn ma bé Vân chợt kêu lên: Hắn đến rồi. Cô chưa kịp nói hết câu, có sợi xích rực lửa từ trong màn đêm quất thẳng tới. Hồn ma của Vân kêu ré lên đầy đau đớn, rồi tan vỡ ra thành trăm mảnh. Trong không gian vang lên giọng nói trầm khàn nhưng đầy sát khí: Quân phản phục, đã không hoàn thành nhiệm vụ còn định bán đứng ta sao? Từ phía xa xa xuất hiện một cái bóng đen cao liêu nghiêu. Đôi mắt nó đỏ rực, trên đầu còn có hai cái sừng. Nó lù lù tiến tới, vẫy tay một cái, một làn khói đen xuất hiện, nhanh chóng chui vào mũi miệng của đám thanh niên. Đám thanh niên đột nhiên thằng nào thằng nấy mặt mũi đờ đẫn đi, đôi mắt vô hồn. Chúng gầm rú lên như mấy cái xác sống lao về phía ông Quyết. Thầy Tư kêu lớn: Ông Quyết cẩn thận, chúng nó bị nhập rồi. Ông Quyết từ ngày bị hồn ma Vân kéo xuống nước thì đã được thầy Tư cho một lá bùa hộ thân. Đúng lúc này, lá bùa phát huy tác dụng, tạo thành một kết giới bảo vệ ông. Nhưng thầy Tư biết chắc chắn kết giới này không trụ được lâu, phải nhanh chóng giải quyết con quỷ thì mới mong mọi người được toàn mạng. Thầy cắn ngón tay quệt máu lên kiếm gỗ, thanh kiếm lóe lên một màu đỏ rực. Thầy lao về phía con quỷ. Mỗi lần sợi xích và thanh kiếm gỗ va chạm vào nhau là khối bụi bốc lên mịt mù. Con quỷ cười khùng khục nói: Lão già gần đất xa trời, còn không biết đường ở nhà mà hưởng phúc bên con cháu. Để hôm nay ta lấy cái mạng già của lão. Thầy Tư lấy lá bùa giáng lên kiếm để tăng thêm sức mạnh. Lưỡi kiếm xé gió đâm tới, thanh kiếm lao đến đâu không khí như bốc lửa đến đó. Con quỷ chỉ đứng im không né tránh. Khi mũi kiếm đâm đến sát người nó đưa cánh tay đèn đúa ra mà túm chặt lấy. Âm thanh khô khốc vang lên, thanh kiếm bị bẻ gãy làm đôi. Chưa kịp định thần, thầy Tư bị nó sút cho một cú, ngã lăn lóc ra ngoài, miệng bật cả máu ra. Bên kia ông Quyết thì cái kết giới đã mờ dần rồi, chẳng mấy chốc cũng sẽ bị quỷ khí trong người đám thanh niên phá cho mà xem. Thầy Tư lại lấy bùa ra, dùng máu vẽ lên những ký tự ngoằn ngoèo ném về phía con quỷ, nhưng cũng nhanh chóng bị nó đánh bật ra. Ông bất lực đến chảy cả nước mắt.
là do ông khinh địch rồi, làm liên lụy tới những người đi theo mình hôm nay. Con quỷ rút ra một thanh đại đao, giơ lên cao toàn đâm xuống. Thầy Tư nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến với mình. Thì bất chợt có tiếng gà gáy vang lên. Dường như cái âm thanh đó làm cho thứ ma quỷ kia sợ hãi. Nó loạn choạng lùi về sau vài bước, cả người run rẩy. Khi nó quyết định giơ thanh đao lên lần nữa, thì tiếng gà bốn phía vang lên dồn dập hơn, khiến cho đầu nó đau như búa bổ, không còn sức lực để làm bất kỳ điều gì. Nó gầm lên: "Các người hôm nay cao số đó, nhưng không có lần sau đâu." Con quỷ vụt biến mất. Bên kia mấy người thanh niên cũng đã ngã nhào ra đất. Họ tỉnh lại, thấy hai ông già đang hoảng loạn nằm bệt trên đất. Họ chạy tới đỡ lên, rồi lập tức cõng hai ông về nhà. Suốt buổi sáng, thầy Tư trầm ngâm nghĩ về con quỷ đêm qua. Cũng may tiếng gà gáy vang lên đúng lúc, nếu không tất cả mọi người đều bỏ mạng rồi. Ông xem con quỷ này khó nhằn hơn ông tưởng. Nếu càng để lâu, càng khó đối phó. Đến khi đó không chừng ngôi làng này chỉ còn là một bãi tha ma. Cùng ngày hôm đó, tại nhà chị Liên, chị ngồi đây nghiến cả chồng mất nách của mình. Ôi trời ơi, tôi cứ tưởng anh làm cái gì để có nhiều tiền. Hóa ra anh làm mấy cái trò thất đức này sao? Của ma của quỷ, nó dễ để cho mình ăn lắm á. Gã Thuận bây giờ chỉ có cách ngồi một chỗ mà hứng cơn thịnh nộ của vợ. Cơ thể tuy đã giải trừ được âm khí, nhưng đầu óc vẫn cứ đau như búa bổ. Cộng với lời nói đầy nghiến của vợ, làm gã ong cái đầu. Bên ngoài có tiếng ai đó gọi, làm cắt ngang câu nói của chị Liên. "Vợ chồng chị Liên có nhà không?" Chị Liên đổi cái nón rồi chạy ra ngoài. Lát sau chị quay lại cùng với ông Quyết và thầy Tư. Thầy lên tiếng: "Anh Thuận sức khỏe đã ổn định chưa?" "Dạ cảm ơn bác, cháu khỏe rồi." "Cũng may là có hai bác giúp đó, không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa." "Anh chị đừng quá khách khí như vậy. Nay tôi qua đây có hai chuyện muốn nói với hai người đây." "Bác cứ nói đi." Ông thầy Tư nhấp ngụm nước chè, rồi từ tốn vào chuyện. "Thứ nhất là những thứ anh Thuận đây kiếm được từ việc cầu cơ. Tôi thấy tốt nhất nên mang đi làm từ thiện đi. Suy cho cùng, đây là những thứ không tốt đẹp gì, vì nó liên quan đến những thứ không sạch sẽ. Nếu như cố chấp giữ lại, tôi e rằng sau này của thiên trả địa thôi." Cả Thuận ngồi một bên toan lên tiếng, nhưng va vào ánh mắt sắc lạnh của vợ nên lại thôi. "Dạ, nhà cháu cũng không dám xài tiền của ma của quỷ đâu. Nhất định cháu sẽ mang đi làm công quả." Thầy Tư biết chị Liên là người thiện lương, ông tin chị sẽ làm đúng như vậy. Nhưng mục đích chính của ông hôm nay đến đây không phải vì việc đó. Nhìn quanh tới nhà cửa yên ắng, không lảng vảng bóng hình của ai, ông mới thấp giọng hỏi Thuận: "Tôi hỏi anh, lúc anh cầu cơ xin số, tà linh kia có yêu cầu anh làm cái gì hay không?" "Dạ cháu..." "Anh phải nói thật ra, đừng có giấu giếm điều gì. Mọi chuyện đã đi rất xa rồi. Những cái chết gần đây trong làng đều liên quan tới việc làm của các anh đó." Thuận nghe vậy thì lấy làm kinh ngạc lắm. Mình chỉ cầu cơ xin số mà thôi, sao lại liên quan đến mạng người ở đây? Cả lúng túng nói: Thứ kia yêu cầu nhóm của cháu hàng đêm đến xin số xong thì phải đổ máu lên ngôi mộ của con bé Vân."
sắc mặt thầy Tư liền biến sắc. Không ngờ tới lạ thứ kia lại mượn tay mấy thằng này để mà tiếp thêm sức mạnh cho mình. Không ngờ nó quỷ quyệt như vậy. Đối với những thứ tà linh, máu người chính là thứ tốt nhất, giúp chúng tăng thêm sức mạnh. Bây giờ e rằng tôi muốn diệt cũng lực bất tòng tâm rồi. Ông Quyết hỏi: Ông Tư à, lẽ nào ông không làm được gì sao? Ngay cả ông cũng hết cách thì phải làm sao đây? Tôi thực chất chỉ là thầy pháp mạt vận thôi. Những năm gần đây chỉ có đi bắt mấy con tiểu yêu, hay cùng lắm là mấy con ma xó mà đối. Những thứ đó có là gì so với con ác linh mà chúng ta gặp đây? Lẽ nào chúng ta chỉ có thể ngồi nhìn thứ đó tác quái tác quái hay sao? Cũng không hẳn là không còn cách. Tôi biết sư thầy Thích Chân Thiện ở chùa Hàm Long, thầy là người có đạo hạnh thâm sâu, nhất định thầy sẽ giúp được chúng ta. Đám người nghe xong, cơ mặt mới giãn ra được một chút. Vậy là ngày hôm đó, có một người kia trong nhà có cái xe 24 chỗ, bình thường dùng để chở khách đi xa. Nay làng có việc, gã đánh xe chạy đến chùa Hàm Long mời thầy Thích Chân Thiện. Nhưng sư lại không có ở chùa, phải 3-4 hôm nữa sư mới về. Người trong chùa cho gã mấy lá bùa để hộ thân. Khi gã quay về tới làng thì trời cũng đã tối từ khi nào. Không gian yên tĩnh đến trợn người. Bây giờ ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Bầy chó trong làng bình thường chỉ cần có tiếng xe đi qua là con nào con nấy thi nhau sủa lên. Nhưng hiện tại tất cả đều chui vào củi mà rên lên ư ử. Dường như chúng biết trong không gian tối đen kia có thứ gì đó tà ác đang trình trập ở xung quanh, chỉ chực chờ sơ hở là bắt người ta đi. Bên trong chiếc xe đò, để xua tan đi cái không khí ma quái này, người thanh niên bật một bản nhạc có giai điệu vui tươi rồi hát theo nhạc. Nhưng chưa được nửa bài, cái loa trong xe kêu rè rè như sắp hỏng vậy. Gã đưa tay vỗ bùm bập vào đó rồi gắt gỏng: Xe mới mua mà hỏng loa rồi sao? Mai mang qua nhà lão Phúc bắt đền mới được. Vừa mới dứt lời, sau cái âm thanh rè rè đó là một tràng âm thanh như ai đó đang cười lanh lảnh lên. Tiếng cười giữa đêm tối vắng lặng làm cho gã không rét mà run, loạng choạng suýt mất lái. Biết mình gặp phải thứ không sạch sẽ rồi, gã vội nhoài người sang bên cạnh tìm mấy lá bùa mà sư thầy ở chùa cho. Vì mãi tìm nên gã không để ý đường đi, bỗng đánh trầm một cái, dường như chiếc xe vừa va vào thứ gì đó. Mặt gã bây giờ tái mét, vội dừng xe mở cửa bước xuống. Gã đang mường tượng tới viễn cảnh xấu nhất vừa xảy ra, là gã vừa tông phải ai đó. Nhưng ngó xung quanh một hồi mà cũng chẳng thấy gì. Gã gãi đầu khó hiểu. Đầu xe mớp cả vào như thế này thì chắc chắn vừa đâm phải thứ gì đó rồi. Đang vò đầu bứt tai thì từ đằng xa cất lên một tiếng cười cùng với một giọng nói khàn đục: Mày tìm cái gì? Tìm tao có phải không? Cả run rẩy lia ánh đèn pin về hướng đó. Xuất hiện tại đó là một nhân ảnh to như hộ pháp, đầu mọc ra hai cặp sừng, đôi mắt đỏ trực không khác gì hai cái đèn. Thứ đó lao về phía gã. Nó không chạy bằng hai chân mà bò bằng cả tứ chi trên mặt đất. Cả thanh niên run rẩy, lá bùa trong xe chợt lóe lên thứ ánh sáng màu vàng nhạt. Thứ đó làm cho gã bừng tỉnh, thoát khỏi nỗi sợ hãi. Gã chạy lên xe nổ máy rồi rồ ga phi về phía trước. Con quỷ nhảy phát lên xe, nhìn qua gương chiếu hậu, gã thấy con quỷ đang đu bám ở đằng sau, vươn cánh tay to như cái cột định ra, bấu víu mà bò bên phía ghế lái. Khi bò tới nơi,
con quỷ toan giơ tay ra đấm vỡ cửa kính. Thì bỗng từ xa có bốn lá bùa tạo thành một vòng tròn phóng về phía nó. Con quỷ không kịp đỡ, bị văng ra xa một góc. Gã thanh niên vừa nhận ra người cứu hắn là thầy Tư. Thầy kêu lớn: "Mau đi đi, ở đây giao lại cho tôi." Con quỷ nhận ra người vừa phá bỉnh lại là thầy Tư. Nó gầm lên những tràng âm thanh ghê rợn rồi lao tới. Thầy Tư hét lên: "Đưa cho tôi mấy lá bùa trong xe đi." Gã thanh niên ném bùa cho thầy. Nhanh như cắt, thầy cắn ngón tay nhỏ máu xuống, niệm chú tạo thành một kết giới vững chắc bảo vệ cho ngôi làng. Con quỷ đâm sầm vào đó, mặc cho nó gào rú điên cuồng đập phá, nhưng kết giới không hề suy xuyển. Lúc này thầy mới nói: "Ngươi hãy buông bỏ chấp niệm, tìm đường về cõi dưới để các quan định tội. Đừng cố gây thêm tội ác nữa, đó là trái với thiên đạo. Nhược bằng không, đừng trách ta." "Thứ pháp sư Mạc Phận nhà ngươi cũng dám lên mặt dạy đời ta sao? Hôm nay các ngươi lớn số nên thoát được, ta xem các ngươi còn may mắn được mãi hay không." Sau câu nói, gió lốc nổi lên mù mịt, cuốn theo nhân ảnh của tứ tà linh kia đi mất. Bây giờ thầy Tư mới thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy ông nói cứng thế thôi, chứ để đối đầu, ông không phải đối thủ của nó. Trận đánh hôm trước đã làm vơi mất đi một nửa pháp lực của ông rồi. Chẳng qua hôm nay nhờ có mấy lá bùa của nhà chùa mà hù dọa được con quỷ một phen. Tạm thời ông dùng mấy lá bùa này tạo thành kết giới bảo vệ ngôi làng, hy vọng đủ để bảo vệ mọi người cho đến khi sư thầy Thích Chân Thiện tới. Thời gian này, buổi tối ông dặn mọi người tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Mấy ngày yên bình trôi qua, cứ ngỡ mọi việc sẽ êm đẹp để đợi sư thầy tới. Nhưng cho đến một đêm nọ, một sự việc xảy ra đã phá hỏng tất cả. Còn nhớ tối đó tại nhà chị Liên, hai anh chị đang nằm ngủ thì cánh cửa bỗng dưng bật ra. Một làn gió rét đến thấu xương thổi bung cái màn. Lẫn vào trong đó có tiếng nói ma mị: "Thuận à, Thuận, dậy đi." Người kia gọi đến mấy lần, cả Thuận mới mở mắt ra. Ở bên cạnh chị Liên vẫn ngái đều. Dường như trong hai người, chỉ mình gã là nghe thấy giọng nói đó. "Mày đánh lưu đệ nữa không? Tao cho số nè." Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì trên cánh cửa sổ xuất hiện mấy con số ngoạch mặt, viết bằng thứ nước màu đỏ âu như máu. Giây phút hoảng loạn nhanh chóng qua đi. Cái Thuận cau mày nghĩ ngợi gì đó, rồi nhanh chóng lấy giấy bút ra, cẩn thận ghi lại. Sau khi đâu vào đấy, cả lấy vẽ lau sạch mấy con số đó đi. Ở bên ngoài vẫn phát ra tiếng cười lanh lảnh. "Tốt, tốt lắm." Sang ngày hôm sau, vì tránh để người làng chú ý, cả Thuận lấy xe xuống tận dưới huyện để ghi số. Tối đó biết mình lại trúng, cả mừng lắm, nhưng ngoài mặt vẫn cố điềm nhiên như không. Lòng tham bây giờ đã che mờ đi lý trí. Chỉ vì muốn kiếm tiền nhanh chóng mà gã đã bất chấp mọi thứ, kể cả sau khi chứng kiến những sự việc do tứ tà linh kia gây ra ngày trước. Đêm đó, thứ kia lại tới. Nhưng lần này Thuận không được cho số ngày, mà thứ kia lại nói: "Muốn có số nữa thì đi theo ta." Khuôn mặt của Thuận lại trở nên đờ đẫn, ngây dại hẳn đi. Cánh cửa từ từ được mở ra. Gã như một người mất hồn, bị thế lực vô hình kéo đi. Vừa đi, gã vừa lẩm nhẩm: "Cho tôi số, cho tôi số."
Lát sau, cả được kéo tới cái nơi mà hôm trước thầy Tư trấn yểm, tạo kết giới bảo vệ ngôi làng. Đào lên đi. Và thế là gã Thuận cứ thế mà tay không đào xuống lớp đất dưới chân, đào đến da thịt rách bươm cả ra. Gã lôi ra mảnh kim loại, phát ra màu ánh kim. Đập bỏ nó đi. Lúc này tại nhà thầy Tư, cái ấn phù treo trên gian thờ tổ giữa nhà không hiểu vì lý do gì mà bắt lửa cháy lên phừng phừng. Đang nằm ngủ, chợt thấy cả người nóng ran như có lửa đốt. Nhìn thấy ấn phù tổ đang bốc cháy, biết chuyện chẳng lành, thầy Tư đưa tay lên bấm quẻ, rồi mặt biến sắc đi. Không ổn rồi, long mạch ngôi làng xảy ra chuyện rồi. Chỉ kịp vơ vội túi đồ nghề cùng với thanh kiếm gỗ, thầy Tư ba bước thu làm một, đi như chạy ra ngoài đầu làng. Đến nơi cũng là lúc nhìn thấy tấm lệnh phù, vốn là thứ được tiền nhân ngày trước đặt ở dưới đất để bảo vệ long mạch ngôi làng, đã bị gã Thuận dùng chân dẫm cho tan nát hết cả rồi. Về phía gã Thuận, sau khi đập xong, bây giờ gã như thoát khỏi cơn mộng mị, chẳng cần quan tâm xem mình vừa làm gì. Gã nói với thứ tà linh kia: Tôi làm xong rồi, giờ cho tôi số được chưa? Lúc này thứ kia dần dần hiện rõ ra nhân dạng của bản thân. Vì lệnh phụ đã bị phá hủy, cũng đồng nghĩa với việc kết giới của thầy Tư tạo ra bây giờ đã vô tác dụng. Thứ tà linh liếc đôi mắt đỏ trực nhìn gã, nó rút ra thanh đao bổ thẳng vào đầu gã Thuận. Chỉ thấy cái đầu gã bị chẻ ra làm đôi đến tận cần cổ, máu bắn lên tung tóe khắp nơi. Các người gã đổ ập xuống đất, chết không kịp trăn trối. Để tình gì giúp ta tận tâm, ngươi sẽ được làm quỷ hầu cho ta. Thư ma quỷ, hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi tan hồn nát vách. Thầy Tư nói xong thì hai bên lao vào nhau quần thảo. Nhưng trước sức mạnh kinh hồn của thứ tà linh kia, chẳng mấy chốc thầy bị đánh văng ra một góc, miệng thổ huyết, kiếm gãy làm đôi. Rồi những pháp khí thầy mang theo bây giờ cũng đã vô dụng. Dùng một tay nhấc bổng thầy lên, con quỷ đưa gương mặt áp sát vào thầy. Càng lại gần, luồng quỷ khí càng mạnh, ép cho thầy Tư muốn tắt thở đi. Thiên đường mở cửa người không tới, địa ngục đóng chặt lại muốn vào. Được, nếu đã muốn vậy, ta tiễn người xuống suối vàng. Con quỷ giơ cao cánh tay to như cái cục đình lên, toàn tung đoạn kết liễu thầy Tư. Thì bỗng từ đằng xa truyền tới giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa một sự xâm nghiêm: A Di Đà Phật, hãy mau dừng tay, đừng gây thêm nghiệp nữa. Ngươi là ai? Cút mau, đừng cản đường ta. Bần tăng đến từ chùa Hàm Long, xin hãy dừng ngay những việc làm sai trái lại, buông bỏ tà niệm, theo bần tăng về chùa, ngày ngày nghe kinh Phật, chờ ngài siêu sinh. Lão già đừng nhiều lời, ta cho người một cơ hội cuối, bằng không đừng trách sau ta nặng tay. Sư thầy vẫn đứng đó, miệng niệm kinh không ngất. Từ người sư còn tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhẹ. Con quỷ thấy sư không có ý định bỏ đi, nó ném thầy Tư sang một bên, rồi hóa thành làn khói đen, ầm ầm lao về phía sư. Cả con đường dông lốc, bụi bay mịt mù. Sư thầy chắp tay lại bắt ấn, hình thành kết giới với những hình chữ vạn nổi lên xoay ở xung quanh. Làn khói đen kia lao như vũ bão đến, đâm ầm ầm vào kết giới. Những tia lửa liên tục tóe ra. Sâu trong làn khói hiện ra đôi mắt đỏ trực của con quỷ.
biết mình không phá được kết giới theo cách này, nó hiện lại nguyên hình, rút thanh đao ra chém xuống. Cứ mỗi nhát chém đâm vào vị trí ở kết giới là sư nhanh phân phát bắt ấn tăng phòng thủ cho vị trí đó. Con quỷ dồn sức ở hai cánh tay vào thanh đao, bỗng chốc thanh đao bốc cháy, xé gió đâm thẳng vào kết giới. Sư thầy phẩy tay xóa bỏ kết giới đi. Đoạn chỉ thấy sư dùng tay không chặn ngay lưỡi đao trước khi nó chạm vào người. Con quỷ không nản lòng, nó dùng chiêu phân thân làm đôi. Trong tích tắc, cái bóng của nó hiện ra ngay sau sư. Nó dùng cánh tay đen đúa đấm thẳng về phía sư. Nhà sư nhanh không kém, dùng tay kia chặn lại. Vậy là một tay sư chặn đao, một tay đỡ cú đấm của con quỷ. Nó cười lên đắc chí. Để ta xem người chịu được đến bao giờ. A-di-đà Phật, ông trời có đức hiếu sinh, ác nghiệp càng lớn, khổ ải càng nhiều. Nói xong, sư hất văng cả hai nhân ảnh ra. Cái bóng phân thân của con quỷ bị sư phẩy tay một cái liền tan biến đi. Còn con quỷ bị nhốt bên trong kết ấn, sư liên tục niệm kinh Phật. Bên trong sức nóng như thiêu đốt kia liên tục đánh tan đi quỷ khí của nó. Đến lúc không chịu nổi nữa, nó mới van xin. Ta thua, ta chịu thua, đừng niệm nữa. Hãy theo bần tăng về chùa, ngày ngày nghe kinh Phật, sớm ngày được siêu sinh. Sư niệm chú xóa bỏ kết ấn, nhưng rồi nhân cơ hội sư lơ là mất cảnh giác, con quỷ chồm tới, há cái miệng rộng lởm chởm toàn răng ra, toàn cắn vào cổ sư. Thì từ đằng xa có quả cầu lửa bắn tới, hất văng nó ra. Rồi từ dưới đất mở ra một cái hố đen ngòm, xuất hiện lố nhố đầu trâu mặt ngựa và một vị quan sai. Vị này thân mặc áo giáp, cưỡi trên lưng ngựa, tiếng nói trầm trầm như sấm động vang lên. Bắt nó về. Con quỷ thấy âm sai từ địa ngục lên thì hoảng quá toàn chạy đi. Nhưng bây giờ xung quanh toàn quỷ sai, con nào con nấy tay lăm lăm xích sắt, gông cùm, cờ hiệu bay phần phật. Bây giờ một con ruồi e cũng khó bay ra được. Con quỷ lại cầm lên thanh đại đao, đánh chém túi bụi. Nhưng chẳng mấy chốc, nó đã bị khống chế. Tay và chân đều bị trói bằng xích sắt, cổ thì đeo gông, chẳng khác gì những tội nhân ngày xưa. Bị quan sai với đôi mắt rực lửa kia quát lớn: Dám lên nhận vàng giết hại người vô tội, nghịch lại thiên ý, đài nó xuống 18 tầng địa ngục chờ ngày xét xử. Đầu trâu mặt ngựa đè nghiến con quỷ, rồi lôi tuột nó xuống dưới hố đen. Âm binh âm tướng cũng theo đó mà đi xuống. Bây giờ chỉ còn lại vị quan sai vẫn đứng đó. Thầy Tư và sư thầy chắp tay cung kính chào. Vị đó ôn tồn nói: Hai người vất vả rồi. Con quỷ này chính là một tay đao phủ ngày trước. Vì giết quá nhiều người nên bị đài xuống đọa ngục chờ ngài được đầu thai. Nhưng vì mấy kẻ trên dương gian này lòng tham che mờ mắt, đã gọi nô lịch. Nay bị bắt lại, Diêm Vương chắc chắn sẽ có một bản án thích đáng dành cho nó. Vị quan sai nói thêm chào sư rồi cũng biến mất. Ở phía xa xa, tiếng gà gáy vang rền, báo hiệu ngày mới đã đến. Từ nay ngôi làng đã được yên bình, khép lại những ngày đen tối ở đằng sau. Thuận chết vì đã tiếp tay cho quỷ dữ. Mẹ con chị Liên tuy đau lòng, nhưng không ai dám oán trách ai. Còn tụi thằng Luân Lát và thằng Tịnh cũng không thoát khỏi được nghiệp quả. Dù không đến nỗi mất mạng, nhưng về sau tụi nó cũng không khá khẩm gì, cả đời chìm trong nghèo khổ, bệnh tật. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn
Trò chơi diệt vong, một sáng tác của Nghĩa Nguyễn. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.